không có chị chị báo tới anh ơi. Kịp nó càng nhiều chị xin các bà con cô bác ổn định chỗ ngồi. Rất hân hạnh khi các anh chị, các cô bác có mặt trong buổi tối hôm nay trong buổi đại nhạc hội của chúng tôi. Chúng tôi là đoàn Mây Mưa. Hả? Dạ dạ dạ, âm nhạc cho nhỏ lại chút xíu giùm em. Dạ 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 dạ. Xin lỗi. Trời ơi, mình giới thiệu cái gì vậy? Tôi quên. Trời ơi, cái tên tại gì vì mà ngày tên... xưa đó cái tên đoàn của chúng tôi là Mây Bốn Phương Mưa Tám Hướng. Mà từ khi mà đặt cái tên đó hả, đi đâu cũng ế hết. Dạ đúng rồi, mưa suốt bán vé không có được. Rồi sau đó đặt tên Mây Mưa. Trời, nghĩ sao mà đặt tên y như tôi, là khu tôi là Vũ, khách sạn. Tôi là Vũ, chuyên môn hát tân cổ. Dạ. Còn bà xã của tôi là... Dân, dạ tôi là nghệ sĩ múa lửa. Dạ. Bởi vậy cho nên á, sau đó là tụi tôi quyết định không có đặt tên dài dòng nữa, ngắn gọn tên hai đứa mình thôi ha. Và giới thiệu với bà con cô bác, gánh hát của chúng tôi là gánh hát Dân Vũ. Chúng tôi đã đi khắp năm châu bốn bể và chúng tôi mời về hai thần đồng âm nhạc vừa đẹp trai vừa trẻ. Xin hãy cho một tràng pháo tay thật lớn cho hai thần đồng âm nhạc Tấn Bảo, Nhật Duy. Yeah. Đường về cành thâu, đêm khuya ngõ sâu như không màu, quá phanh phanh có bao mây đầu, hát thiêu vàng ánh điện cầu. Tắt bên sông người đi ngoài phố, bóng sáng xưa mịt mờ, thành ghế đá chiều công viên ngày xưa đã hết rồi. Người đi ngoài phố chiều bỡ ngỡ bơ vơ, người đi ngoài phố mấy dấu chân lạc loài, hình bóng cũ bạn thân ơi còn đâu, ngày xưa đã hết rồi. Bên sông người đi ngoài phố, bóng dáng xưa mịt mù, có hay chăng người ơi trốn xa xôi chàng trai, còn đêm yêu thương sáng lên buồn phàn loạn bạn thân ơi còn đâu ngày xưa đã hết rồi. Nếu hay chăng người ơi trốn xa xôi chàng trai, còn đêm yêu thương dán lên muôn vàn oán hận, nếu mai đây về cũng trên chuyến tàu sao hả? Mấy đứa con tôi sao? Dạ thưa quý cô bác, kính thưa quý vị khán giả, đó là tiết mục của gánh hát Dân Vũ. Và dạ, cảm ơn guitar Vũ Duy, năm thần trống lắc Hiếu Trung, Tấn Bảo, Nhật Duy và chồng của tôi Dương Triệu Vũ. Xin cảm ơn. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Ủa mà cái suất này mình diễn có một suất duy nhất đấy hả? Một suất duy nhất, chỉ một đêm suất duy nhất, chỉ một đêm duy nhất. Dạ. Thưa quý vị, một lần nữa thì Nguyên Khang xin được giới thiệu lại phần thể hiện của Tấn Bảo, Nhật Duy và đặc biệt là Hiếu Trung chơi cây mồm trống lắc đúng không con? Cái này chơi khó không con? Dạ cũng có
không khó đúng không? Dạ. Tức là ví dụ như con chỉ qua một cái thì là chú Huỳnh Lập với lại chú Ngô Kiến Huy có thể chơi được đúng không con? Dạ, dạ, nói đây nữa. Được. À vậy hả? Vậy bây giờ thì trước khi đến phần nhận xét thì chú muốn mượn cái trống của con để cho hai chú kia đánh thử coi giống như nhỏ đánh không? Mời chú Huỳnh Lập với lại chú Ngô Kiến Huy. Bây giờ chú hỏi là bây giờ cái này làm lấy cái tay mình đánh vô đây đúng không con? Bây giờ mình thay cái tay bằng cái mặt được không? Cái gì mà nó đơn giản được á con, mà độ tuổi khoảng mới đẻ ra làm được là con cứ chỉ cô chú. Ok. Đó cơ bản đó. Quy Quy, chị tự hào về em. Bây giờ quý vị sẽ thấy cái thần thái y chang. Thằng bé nó nói đến cơ bản mà sao nó bài bản quá. Bây giờ Lập, chúc em may mắn anh hỗ trợ nghe. Rồi đưa cái micro nè, vô nè. Nè có dùng cùi chỏ đó nghe Lập. Ủa sao nó không có nhịp gì chứ? Em đánh nhau ông mì gõ nhà anh á. Ông muốn gặp gì? Trời ơi. Nó khó lắm luôn á con. Con vuốt lại coi, con vuốt lại nãy con vuốt làm sao? À. À. Ủa kỳ à. Đúng rồi Huy, Huy, Huy. Đúng rồi em ơi, hay quá em ơi. Đúng rồi bé. Cái này là bị rối loạn về hành động và hành vi nè. Phải không? Cái này là sao vậy? Thưa quý vị, và ngay bây giờ phần trình diễn của MC Bé Khang. Nè. Bé Khang làm cái luôn đi. Thôi được rồi, anh ơi, lủng cái trống ta hết anh ơi. Anh vô anh cứu vô cái trống không à. Khi mà nghe các bạn nghe cái phần trình diễn này em bị trôi dạt. Ít khi nào mà những người trẻ tụi em có dịp được nhìn thấy cái bối cảnh mà Sài Gòn xưa. Hai đứa con hát hay là quá tuyệt vời rồi, ngọt ngào quá rồi. Và âm nhạc đường phố, mà thật sự á, âm nhạc mà ra được tới đường phố là phải là âm nhạc tuyệt vời lắm. Tại vì để cho những người đi đường mà họ dừng lại họ nè, nghe. Ví dụ chị hát câu đi. Người đi đi ngoài phố đi luôn, thấy chưa? Thấy chưa? Khác liền. Anh là không có được đối xử với chị như vậy, phải đứng lại nghe chứ. Chị hát đi em làm cho. Người đi đi ngoài phố. Ủa, chị hát gì vậy? Khi mà Vũ nói ra cái câu này thì Vũ nghĩ là Khả Như sẽ hết hồn. Cái lý do mà Vũ làm cái tiết mục này là vì Khả Như hết. Ôi nói trời ơi, đừng cho tôi thấy thằng Tèo nữa. Tự nhiên em bị đau lòng á anh Vũ. Và thật sự thì cô nghĩ rằng với chú Vũ là đây chắc là một cái hình ảnh cuối cùng con được làm như thế. Con không được làm như vậy nữa. Yes. Con phải tỏa sáng ở một sân khấu nha con. Bé Như, em có nhớ hồi cái tuần trước em nói với anh á. Cái lý do em rơm rớm nước mắt, em nói là em không muốn thấy Tèo em ở trong cái hình tượng của một người bán kẹo kéo nữa. Dạ đúng rồi. Đó là lý do anh bắt buộc phải cho Tèo em bước vào một cái bộ đồ vest, mà vẫn phải giữ nó ở một cái sân khấu gần gũi nhất với em nó. Thì chỉ có nhạc bolero đường phố thôi. Xuất sắc. Khả Như đã có những cái lời nói, đã cho anh cái cảm hứng để mà làm cái tiết mục này. Vũ rất là bất ngờ với lại cái khả năng của Tèo em Nhật Duy. Tại vì Trần Bảo thì mình đã biết cái khả năng hát bolero của em là rất 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 thành thạo rồi. Cái video trên mạng là gần 7 triệu view rồi. Nhưng tuy nhiên Tèo em là con thì hồi giờ con chỉ hát những bài dân ca thôi. Cho nên để hát được cái bài bolero ngày hôm nay là Tấn Bảo đã phải rất cực khổ. Và nói chung là hôm nay hai con làm cho thầy tự hào lắm. Thầy rất tự hào. Hy vọng là mấy con càng ngày sau cái cuộc thi này nữa sẽ càng tiến xa và có một cái tương lai tươi sáng hơn là những cái gì mà mọi người nghĩ. Một cái tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta. Ha ha ha. Xin được cảm ơn Tấn Bảo, Nhật Duy. Con gái của tôi đó quý vị. Con đáng yêu quá, con giới thiệu con tên gì và mấy tuổi ở đâu được không? Dạ con tên là Lê Huỳnh Bảo Ngọc, năm nay con 9 tuổi. Con đến từ thành phố Cần Thơ. Dạ dạ dạ, em xin lỗi, em xin lỗi. Ờ MC đi xếp qua bên đi cưng. Đang phải thí sinh.
Đây là bạn dẫn của em. Hả? Xin giới thiệu với gia đình, đây là bạn dẫn đẹp nhất mà em vừa mới tuyển cho chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí. Và hai mình đọc tay cái high five. Yeah. Bảo Ngọc cho mọi người biết đi, Bảo Ngọc sẽ làm vai trò gì với các bạn nè? Dạ thưa chú là MC. MC, nhưng mà Bảo Ngọc sẽ làm gì để cho các bạn tự tin bước ra sân khấu nè? Dạ con sẽ chỉ cho các bạn bí quyết. Bí quyết gì? Wow. Bí quyết luôn. Bí quyết gì để giúp cho các bạn tự tin? Thí dụ như là chú Nguyên Khang đang quá hồi hộp lo lắng, con có bí quyết gì để con giúp chú Nguyên Khang tự tin lên đi? Bạn Khang 6 tuổi chuẩn bị bước ra sân khấu, bạn Bảo Ngọc giúp cho bạn Khang tự tin đi. Bây giờ bạn sẽ làm theo mình nha. Ok, làm gì? Bạn hít thở sâu vô. Hít thở sâu, thật sâu vô, sâu hơn hồi nãy luôn. Thở nhẹ ra. Cứ hít hoài vậy, hít thở hoài vậy hả? Xong rồi bạn nghĩ tới một cái chuyện vui ơi là vui mà bạn sắp chuẩn bị làm đó. Vui quá, nhiều chuyện vui quá. Không có chuyện gì vui hết. Chuẩn bị đi thi nhưng mà chưa biết cái gì vui, đang căng thẳng quá giờ sao? Bạn nghĩ thí dụ mà ba mẹ mua đồ chơi cho bạn nè. Đúng rồi. Vui rồi, mua đồ chơi cho mình. Hay quá, vậy là tự tin rồi. Nếu mà ví dụ ba huấn luyện viên, ba cặp huấn luyện viên đều chọn mình á, thì bạn có cái bí quyết gì giúp cho mình tự tin về đội huấn luyện viên nào không? Theo như cái bí quyết của con á thì con chưa có cái bí quyết đó. Có bạn Khang nè, coi như bị loại nè, vô bên trong chạy vô Ngọc ơi, Khang bị loại rồi. Con làm sao để con an ủi bạn đó nè? Kéo lại. Bạn ơi, bạn đừng có buồn. Mình bị loại rồi. Không sao đâu. Không buồn lắm. Tại bạn hát dở bị loại đúng rồi. Thì về nhà bạn cố gắng bạn rèn luyện để mùa sau bạn đi thi nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Huấn luyện viên có vẻ rất là sôi động hơn thí sinh của chúng ta nữa. Thưa quý vị, đây là cặp đôi Cẩm Tú và Anh Khôi. Trời ơi, cái tên nghe cũng đẹp nữa. Vừa rồi là một ca khúc rất nổi tiếng, Bóng Bóng Bàng Bàng. Và bây giờ thì xin mời ba huấn luyện viên sẽ đưa ra cái phần nhận xét này. Hai đứa con hát xong mệt không? Mệt không? Nói thiệt lòng với cô, đây là hai đứa mình như người nhà. Là hát xong có mệt không? Dạ không. Vậy mới là nghệ sĩ con ơi. Vậy thì mới xứng đáng đi về đội của cô. Bây giờ xí dụ nha, bây giờ con trả lời là con có mệt để cô trả lời sao nha. Dạ có. Rồi hỏi trả lời đi. Có, phải không? Coi cô trở mặt nè. Thì mới càng đi về. Không phải, cô Trang. Không, con ơi con, chú Nghĩa hiểu tính cô đoan trang lắm. Con nói con không mệt phải không? Thì cô Trang nói rằng không mệt mới xứng đáng về đội của cô. Còn bây giờ chú hỏi lại nè, con có mệt không? Dạ có nè. Có. Dạ có. Con mệt cho nên con về đội của cô để cô chăm sóc cho con nhé. Ý cô Trang là vậy đúng không? Về mặt ăn nói mà diễn đó thì chắc chắn là cô không có lại những cái con người Thu Trang với Đại Nghĩa. Là sao? Nãy giờ em bên chị mà. Bây giờ là quên, chị xin lỗi cưng. Là dạ. Cưng là đang đóng vai chính diện, còn đây là phản diện áo đen. Đi về. Ủa sao riêng quy định tôi chơi phản diện trời. Bây giờ cô nói như vậy. Vậy. Thật ra thì cái hú vừa rồi là các bạn dành cho ai? Giả bộ đi, giả bộ đi, giả bộ đi. Mình giả bộ cũng được. Trời thấy thương quá. Ok, bây giờ vậy. Hai đứa con vừa rồi á hát giọng rất là sáng, một chút dân gian mà rất là hiện đại. Thì cô cảm thấy là cô hợp nhất về đội của cô với lại chú Thanh Bạch. Tụi con nhảy rất là khớp nhạc, nhưng mà tụi con thiếu một chút xíu sự diễn xuất giao lưu với nhau. Chuyện đó chú Bạch và cô Trang sẽ phát huy nội lực của tụi con gấp 10 lần. Đó, ghê chưa? Nghe ghê chưa? Bây giờ xin mời cặp đôi Thu Trang và Dương Triệu Vũ. Xin mời ạ. Khi mà cái màn còn mình đóng đó, là ở đây là chú Vũ với cô Trang đã thấy là tụi con nhảy rồi. Là chú Vũ nói trời ơi, nhảy đúng nhịp như vậy. Mà một khi mà các con mà nhảy đúng nhịp á, là chắc chắn cái thẩm âm rồi cũng rất là tốt. Cái nhịp. Cô nói không ra cái chữ thẩm âm. Cô nói tưởng thì ra chữ thẩm mỹ. Không, cái đó cũng là thẩm mỹ anh à. Cho nên là cô nghĩ là chú Vũ sẽ phát huy cho con về cái mặt ca hát. Còn cô Trang phát huy gì? Diễn xuất cái thần thái ở trên sân khấu. Chú Thanh Bạch hồi nãy nói là tụi con nhảy nhưng mà không có giao lưu với nhau. Thì chú Thanh Bạch được làm được điều đó và cô Trang cũng làm được điều đó. Hình như thấy Cẩm Tú hơi giống Trang tí xíu á. À vậy hả? Bây giờ lên đứng coi thử kìa. Vậy hả? Xem nhìn như hai chị em luôn. Anh Khôi con biết không, con rất giống Andy, con trai cô Trang. Cho nên là cô nghĩ là con về đội của cô Trang với lại chú Vũ á thì sẽ sao? Hay hơn. Tại vì Andy sẽ lên chơi với con mà Andy rất là có khiếu nhảy. Con có biết là cái tuyệt đỉnh song ca người lớn á, cái đội nào thắng năm trước không con? Là đội của chú đó con. Yeah. Cho nên tú với Khôi nghe cô nói nè. Người lớn với con nít nó khác nhau nhiều rồi. Lắm con. Nó khác. Tự nhiên thắng người lớn cái vô nít không biết làm gì. Cái này đội chú quán quân chương trình, cô Trang đâu có khoe gì đâu. Mà chú Bạch khoe giùm nha. Thôi bây giờ tôi cũng quán quân mà. Thôi bây giờ em cũng có quán quân. Tại vì em cũng có quán quân tài tử trên đài. Anh Vũ cho chị Trang. Anh Vũ cho chị Trang. Em hát cải lương được. Em quán quân tài tử trên đài à quý vị. Đó, anh chị về chỗ đi, anh chị về chỗ đi rồi chúng tôi nói. Anh nghĩ là nếu như mà cặp đôi giám khảo nào ra mà bước đây mà nhảy mà giống mà dễ thương nhất, anh nghĩ em nên về cái đội đó. Nhảy thì mình có thể đi về, rồi về nhà mình nhảy với nhau, rồi mình tập với nhau. Cái tự nhiên cái mình đi ra đây, cái mình làm cái gì cho khán giả mình. Cô nhảy liền được. Đúng không? Đây. Một like cho nghệ sĩ Thu Trang. Cô sẽ đi xuống dưới cô ngồi. Tại vì cô không có đứng ở đây để gây rắc rối chương trình, đúng không? Cô đang gây rắc rối đó cô ơi. Cô Trang ơi, chốt lại cái tiết mục này là tụi con hát múa dân gian đương đại, Đoan Trang với Thanh Bạch, hai cô chú hợp nhất ha. Bây giờ tụi con chọn đi ha. Đó, quyết định gì đi, vỗ tay bự bự lên. Hai con ơi, bây giờ các con nghe cô Cẩm Ly nói nha. Nãy giờ cô Ly nhường cho hai bên kia nói, cô Ly nói không có lợi. Cô Ly như bà tiên, như mẹ hiền vậy đó. Dạ chú cũng vậy á chú. Đó, chú thích con rồi. Nói đi cô Ly. Làm riết quảng không biết nói gì luôn á. Cô thích ở Cẩm Tú á. Con là cái làm chủ sân khấu, con quá giỏi. Chính vì con quá làm chủ cho nên anh Khôi mới là không có được tự tin. Cho nên là hai tụi con mới không có cái sự đồng điệu với nhau. Cái tiết mục của tụi con nó tạo được cái cảm hứng cho tất cả khán giả cũng như là các cô chú ở đây. Và cô cũng biết chắc là tụi con cũng đã có sẵn một
cái đội để tụi con về rồi. Các cô chú rồi làm mưa làm gió tranh giành dữ quá chứ tới hồi rồi bây giờ cô con cũng có định sẵn một người rồi. À, tức là nãy giờ đó mấy cô chú làm nhiều trò như vậy thực chất là để cho mấy con bình tĩnh lại thôi. Là tại vì mấy con là những người phải mở đầu chương trình. Và khi mình hát đầu chương trình đó mình rất là áp lực. Mà hai con diễn quá tốt đi. Nhất là cái vũ đạo của con, lúc mà con chưa bắt đầu hát là chú đã muốn gạt cái cần rồi. Tại vì hai con rất là tài năng. Con đừng có phân vân và ngại là chọn đoạn đội nào mình phải về. Con chọn không phải là đội của các cô chú ở đây thì cũng về một đội thôi. Mà cần sự hỗ trợ thì sẵn sàng giúp đỡ. Chứ không có nghĩa là mình một cái thế giới độc lập riêng của cái đội đó. Mà mình là nguyên một khối của tuyệt đỉnh sông ca nhí. Cho nên các chú yêu thương các con. Ê, như vậy những giây cuối cùng, đội của ca sĩ Dương Triệu Vũ và nghệ sĩ Thu Trang đã bấm nút. Bây giờ chúng ta làm quen với cô gái này tí xíu nha. Em tên gì? Dạ, con tên là Trần Thị Quỳnh Anh, con 10 tuổi, con đến từ Đà Nẵng. Quỳnh Anh 10 tuổi. Quỳnh Anh này, hôm nay Quỳnh Anh vào trong thành phố Hồ Chí Minh này đi thi cùng với ai? Dạ, đi thi cùng với ba mẹ. Ba mẹ con đâu? Ba mẹ con. À vậy hả? Chú cũng có nghe nói một cái câu chuyện là cũng hơi là gia đình của con cũng có nhiều cái khó khăn đúng không? Con có thể chia sẻ cho mọi người được không? Tôi là Nguyễn Thị Ngọc Hậu, là mẹ của bé Quỳnh Anh. Thời còn trẻ tôi rất đam mê ca hát, nhưng vì hoàn cảnh gia đình không thể theo được. Đến khi lập gia đình phải lo cho các con, nên ngày càng xa rời ước mơ ấy. Ba Quỳnh Anh làm nghề thợ bạc, thu nhập cũng không được là bao, nên kinh tế gia đình khó khăn. Sinh từ trong bụng mẹ nên em không giống như các bạn khác. Em lại rất hay bị bệnh nên ở nhà con thường dành nhiều thời gian để chơi với em. Sau này có Quỳnh Anh thấy bé có năng khiếu nên tôi đã truyền cảm hứng âm nhạc cho con. Bé rất đam mê ca hát nên học rất nhanh. Dù cuộc sống còn rất nhiều khó khăn, nhưng con sẽ luôn cố gắng. Con sẽ dùng tiếng hát của mình để thực hiện được những điều mà mẹ con ao ước. Xin cảm ơn giám khảo đã tạo cho em một cái cơ hội rất là tuyệt vời. Chú Vũ chọn con tới giây phút cuối không phải là tại vì chú không muốn chọn con, nhưng mà tại vì chú sợ phải giành với những cô chú khác, cho nên chú đợi tới cái giây phút cuối cùng mà chuẩn bị cái nhạc nó đứt đi là chú đã gạt cái cần để chọn con. Và con đúng rất là đặc biệt, tại vì con nhỏ nhắn, xinh xắn, có giọng rất tốt. Cho dù cái phần bài hát của con nó chưa có được hoàn hảo, nhưng mà chú nghĩ là chú sẽ giúp con tốt hơn. Con có đồng ý vào đội chú không? Hôn chú gái coi. Cái bé này có một cái tài năng khác nữa, đó là hồi nãy thì anh cứ thắc mắc là anh em mình giao lưu với nhau ở ngoài ấy, thì anh biết là em có cái khả năng khác, tại sao em không chọn cái dòng nhạc là dân gian đương đại mà anh em mình nói chuyện với nhau để thể hiện. Thì hôm nay là trên sân khấu á, anh muốn em thử một chút cái thể loại dân gian đương đại để cho các vị huấn luyện viên biết được cái khả năng của mình được không? Cái thêm tiếng khóc của em bằng đôi môi ai, bàn tay lạc cha chảy xước nụ cười đớn đau. Về đi anh hư, ngày dài cả hơn một mùa. Cài thêm em hư, những ngón tay chảy xước của em bằng anh. Cài thêm em hư, cả những ngón tay chảy xước của em bằng anh. Hay quá. Được, cảm ơn đội của ca sĩ Dương Triệu Vũ và nghệ sĩ Thu Trang.
dễ thương gì đâu. Hát ở nơi đây đối đáp mà ở dưới nguyên có hội nhà chim đáp lại luôn. Đây, giới thiệu đôi đáp về mình đi, em tên gì và đến từ đâu? Con tên là Bùi Huyền Trang, con 14 tuổi và con đến từ Thái Bình ạ. Chú ngồi đây với cái kiểu là một người nghe con hát, cho nên là chú cảm thấy rất là thoải mái khi nghe tiếng cái con làm con chim ho 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 ho, rất là hay, rất là dễ thương. Chỉ có một chút xíu thế này là chú có cảm giác là hình như con hơi rung á, khi con đứng đây con hát trước bao nhiêu người, cho nên là cái làn hơi của con đi á nó chưa có được đều lắm, có những chỗ nó còn rung rẩy, có những chỗ nó còn hơi yếu, cái âm lượng mình phát ra nó không có đều. Nhưng mà chú nghĩ rằng với một cái giọng hát trời sinh cho con như thế thì về đội của hai bên này, cô Đoan Trang hay là chú Dương Triệu Vũ sẽ chỉnh cho con được cái về cái làn hơi, sẽ bù đắp cho con được những cái khiếm khuyết đó và con sẽ ngày càng hay hơn nữa. Đội nào con về cũng sẽ có cái điều hay dành cho con để con học hỏi nha. Nếu con hát một cái bài bình thường của lứa tuổi con thì con sẽ hát bài gì? Dạ thường thường thì con dạy các bạn múa và con múa chung với các bạn ạ. Múa được nữa. Đâu con thử có thể làm vài động tác múa cho mấy cô chú này xem thử coi. Con có thể nhảy dance spot ạ. Rồi. Con ơi bây giờ vậy con nhảy, con thích con nhảy cha 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 hay là rumba? Dạ cha cha cha. Ban nhạc chuẩn bị. Một tràng pháo tay để cho cô bé của chúng ta. Ba cô chú này ngồi ở đây á, là ai cũng sẽ đem lại điều tốt đẹp nhất cho thí sinh. Nhưng mà với cô á, cô cảm nhận được giữa con với cô nó có cái mối liên hệ với nhau rất là nhiều, đồng cảm với nhau. Con hát cổ điển rất là tốt, bởi vì con có cái con có kỹ thuật, nhưng mà đúng là cái hơi của con có vấn đề, cho nên khi con chuyển giọng từ giọng thật mà qua giọng ốc á, thì nó vẫn còn cái khác biệt giữa thật và giọng gió. Cho nên cái đó thì cô nghĩ cô giúp con được hơn là chú Vũ và cô Trang. Con bước lên đây. Tới thế này nha. Chị Đăng Trang nói chuyện cũng hơi cá nhân tí xíu. Chị tự quyết định là chị sẽ huấn luyện cho cháu tốt hơn em. Tại vì cô có cái cá nhân của cô thì cô có quyền đưa cái cá nhân của mà cô ra. Mà con biết ra. Không, cái thí sinh mà trước con á, cô cũng nói y chang kịch bản vậy luôn đó con. Tại vì cái đó là cái kịch bản chung mà. Rồi. Nhưng mà cô chỉ ngại một điều như là con gái thì thường về với con gái cái tự nhiên. Ủa bên đây cũng có gái chứ là phải giải phẫu đâu chị. Chị ơi, em nghĩ chị nên ngồi xuống là tốt nhất. Không, tại vì biết sao mà... Tại vì áo đồng mới may chị. Cái này chị công tâm, Trang có quyền đem cái cá nhân của mình để thuyết phục. Đó là quyền của Trang, phải không? Dạ. Bằng không, bây giờ cho em nói cái cá nhân em là con rồi, gái nha chị Trang. Quý vị ơi, tội nghiệp Thu Trang lắm nha. Bởi vì nếu như mà không nói, không lên tiếng thì không ai biết bà là con gái hết á. Lỗi của cô. Ok, thôi bây giờ mình không giỡn nữa. Nhưng mà lúc nãy khi mà con hát bài đó, chú và cô Trang đã gạt cái cần đầu tiên cho con. Và đến gần cuối bài thì bên kia mới gạt lần. Cho nên là con phải biết là ở đâu đã cho con cái lòng tin trước. Và còn cái về kỹ thuật hay gì thì ngoài chú Vũ và cô Trang ra, chú còn những người thầy, người cô có thể hỗ trợ cho con. Chú tin là con có khả năng đi vào tận ở chung kết lần. Cho nên con hãy tin chú đi. Nếu mà cả cái đội của cô Thu Trang với lại chú Dương Triệu Vũ có ekip để mà chuẩn bị cho con này thì không lẽ bên đây đồ bỏ sao? Đúng không? Đây đâu, ta đâu phải đồ bỏ. Chỉ có hai đội thôi, nên con dễ quyết định hơn. Và con cảm nhận rằng nếu cô Trang hú giống như con thì có lẽ nó sẽ có ý là cô nói điểm chung là như vậy đó. Cô Trang hú dữ lắm. Không biết không mấy cô Trang hú thử cái cháu nghe đi. Không, ý nói bên này, bên này. Con nói đi, con chọn đôi nào. Anh Bạch ơi, anh Bạch ơi, anh làm vậy là bé nó chọn bên kia đó. Thôi.
Mẹ ơi, con đã xa xôi, con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con. Mẹ ơi, con đã xa rồi, con ngồi ngơ ngẩn nhớ ngôi nhà xưa. Ngày xưa cha ngồi uống rượu, chị đôi nét về mình cho các vị huấn luyện viên biết đi. Dạ, con chào 6 vị huấn luyện viên. Con tên là Trần Cát Viên. Năm nay con 10 tuổi. Con đến từ thành phố Đà Nẵng. Yeah! Đà Nẵng. Vì sao con chọn ca khúc này vậy Cát Viên? Dạ, tại vì ca khúc này rất là hay và tình cảm. Con muốn hát vì mẹ, vì con rất là yêu thương mẹ của con. Mẹ của con đã lo lắng và chăm nuôi cho hai chị em con. Mẹ con rất là tuyệt vời. Viên ơi, con còn nhỏ nhưng con đã có cái cảm nhận như thế về mẹ. Cho nên khi con hát, con cất những câu đầu tiên là nó chạm ngay vào tim con. Là tự nhiên tim con nó cứ đập, đập mạnh. Con không hiểu lý do như thế nào mà cứ đập mạnh như thế. Ở trong con, cái chiều sâu tình cảm con có, cho nên là nó chạm được trái tim của cô. Cho nên là cô quyết định ngay chỉ vài câu đầu tiên, khi mà cái đàn nó rải thôi là cô và chú Nghĩa đã chọn ngay, bấm chọn con ngay lập tức. Cái điều mà chú Nghĩa thích nhất trong cái phần trình diễn của con á, không phải chỉ hát về mặt kỹ thuật thanh nhạc không thôi, mà có cái hồn trong cái đó hồn, có cái cảm xúc trong đó. Và khi chú nhắm mắt chú nghe, chú hình dung được cái nhân vật đó đang như thế nào. Chú nhớ có một cái câu gì mà có cái chữ chiếc lá đó. Đó, thì con hát chú nghe cảm giác ngay được là một cái chiếc lá nó đang bay, nó uốn lượn trong gió như thế này, nó rất là mỏng manh. Và khi cái tấm màn mở cửa ra thì chú hoàn toàn bị con chinh phục. Với cái đầm trắng như thế này, gương mặt của con như một thiên thần. Chú thấy ơi vợ con, về mặt kỹ thuật cô Cẩm Ly có thể sẽ chỉnh sửa cho con, nhưng mà về mặt cảm xúc con đã có đầy đủ tố chất của một người nghệ sĩ trong tương lai, mà điều đó không phải ai cũng có được. Và với dĩ đội của chú và cô Cẩm Ly, chú sẽ hoàn thiện cho con về cái phần trình diễn, biểu cảm, biểu đạt làm sao để cái cảm xúc đó nó lan tỏa ra đến nhiều người hơn nữa trong cái phần trình diễn của mình. Cảm ơn con về tiết mục đã làm lay động trái tim của chú và tất cả mọi người ở đây. Xin được cảm ơn cặp đôi đầu tiên. Xin mời cặp đôi của nghệ sĩ Thu Trang và ca sĩ Dương Triều Vũ.
giống như một người nghệ sĩ, một người diễn viên khi mà đứng trên sân khấu á, khi họ diễn một vai bi, diễn thật ở bên trong á, thì khán giả ngồi dưới tự động người ta sẽ cảm nhận được cái này là thật chứ không phải là họ diễn, thì người ta ở dưới người ta cảm theo và người ta khóc. Con truyền được cái tình cảm đó đến với khán giả cũng như là đến các cô chú ngồi ở đây. Tới bây giờ mà cô Trang vẫn còn đang nổi da gà đây, cho nên là cô Trang chúc mừng con khi mà con có được cái điều đó, một người nghệ sĩ. Xin mời ca sĩ Vũ Trường Vũ. Các viên ơi, con có biết con nhìn y như một thiên thần nhỏ không? Con có một cái chiều sâu mà không phải một đứa nhỏ nào cũng có được. Bây giờ cho dù con có về đội nào đi nữa thì chú Vũ nghĩ là con cũng sẽ có một cái vị trí rất là vững vàng trong chương trình. Nhưng đối với chú Vũ và cô Trang ở đây rất tha thiết mong là con sẽ chọn hai cô chú. Tại vì hai cô chú rất là yêu cái giọng hát của con và cái thiên thần đó của con và cái chiều sâu của con là cái quan trọng nhất. Hy vọng là con sẽ cho cô chú một cơ hội. Cảm ơn con. Cảm ơn ca sĩ Duy Trường Vũ. Bao giờ cái câu chốt của ca sĩ Duy Trường Vũ nó cũng có cái chữ nhưng éo le ở chỗ đó. Về đội nào cũng được nhưng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chia sẻ của ca sĩ Đăng Trang và nghệ sĩ Thanh Bạch. Cái bài này khi cô hát á, cô thua con, bởi vì cô không có dằn được cái cảm xúc của cô. Cứ tới mẹ ơi con đã già rồi là bắt đầu nghẹn rồi. Con hiểu tại sao mà cô Trang lúc nào hát cái câu đầu tiên cô Trang còn phải khóc không? Tại vì cô Trang già thiệt. Cô không có giành cô trẻ. Sao mà giành được? Giành thua sao? Đúng rồi, cho nên cô đâu có thèm giành. Trẻ nó có cái hay của tuổi trẻ, nhưng nó cũng có cái độ nông nổi của nó. Cho nên khi con về với cô chú, tự nhiên con thấy con được rất là nhiều điều. Còn bên kia trẻ cái chơi không? Bên kia thì trẻ quá, bên đây già quá. Về đội ngay chính giữa là lưng lửng nè con. Nghĩa kia đi nè. Không biết không? Bên cạnh cái phần hát của con còn có tố chất của một người diễn xuất. Và cái điều đó cộng hưởng lại thì số điểm của con nó sẽ được nâng lên trong lòng của khán giả. Mà con đã có cái tố chất đó rồi mà cô chú lại hợp như vậy thì khó có lý do nào mà con có thể từ chối được cô chú. Con ơi, nếu như mà đã nói về cái tố chất đó thì chú Nghĩa thì phải mạnh hơn một tí chứ đúng không con? Trời ơi, cô Trang cũng có diễn xuất mà. Tính ra người gần gũi với con nhất là chú nè. Chú cũng người Quảng Nam Đà Nẵng, bây giờ con về đội chú là hoàn hảo rồi đó. Bây giờ để cô nói cho bé Viên nghe này nè. Như vậy nè, MC rồi 6 huấn luyện viên giám khảo làm cho con nãy giờ hoang mang đúng không? Cháu nói gì? Không, đối với tính cách của cháu là không hề bị hoang mang nhé. Diễn viên hay là ca sĩ, đội nào cũng có như nhau. Nhưng cái tình cảm thì những ai mà có trải nghiệm. Cô Trang nói là cô Trang tình cảm với con. Chú Vũ nói chú Vũ là giống con là ở Quảng Nam Đà Nẵng. Cô Thu Trang chém chỗ đi. Cô Thu Trang chém chỗ đi. Thì bây giờ nè, tấm hình con với chú cũng có nhiều cái sự giống nhau. Giống nhau lắm. Giống nhau cái gì con biết không? Chú với con có đôi giày chiếu chiếu. Bé nó hơi lo sợ để em đề nghị gia đình mình có thể tản ra một chút cho con. Trời. Bây giờ đây mình nói chuyện với con. Mình hợp gia đình luôn. Mình hợp gia đình. Hết chỗ rồi. Mình hợp gia đình mà. Cô thì cô không có tranh giành như các cô chú. Khi cô Ly đã bấm, có nghĩa là cô Ly muốn về đội của cô Ly. Chỉ đơn giản như vậy thôi, còn quyết định cuối cùng vẫn là con. Bây giờ muốn cho nó nhanh gọn thì bây giờ con quyết định ngay để cô chú khỏi xào xáo. Em xin phép con ơi, con theo quá. Chú đi là an toàn nhất. Chú nói một câu một nữa thôi. Tình cảm thì chú nào cô nào cũng dành cho con như nhau. Nhưng mà cái sự quyết liệt để có được con thì con phải thấy rằng ai đúng không? Ai tha thiết hơn? Chú với cô Ly là người gạt cái cần này đầu tiên. Chú là cái người gạt tất cả mọi người. Cô chú đã chuẩn bị sẵn sàng cho con nè. Con coi nè, có cái tình cảm nào mà có hai cái trái tim của chú Bạch của cô Trang nhập lại dành cho con đi. Con cảm thấy nó ngọt ngào đến mức nào mà con về con còn chia được cho mẹ nè, chia cho chị, cho em của con nè. Bây giờ bung chiều cuối là thua thôi chứ giờ anh, sao? Anh Bạch ơi, anh cho em một hộp được không? Em thấy anh đem tới mấy chục hộp lận. Cắn hết à? Bình. Người em có
Vỗ tay mấy anh chị con ơi. Dạ vỗ tay cho con gái em. Nhận con gái được. Vỗ tay con gái em. Con gái được. Gái ơi Nghĩa. Giỏi quá Nghĩa ơi. Nghĩa bạo lực quá Nghĩa ơi. Anh Nghĩa, cái nhà anh đã banh rồi thì anh không có quyền nhận con nữa. Con gái ơi. Nhà anh banh rồi. Chú banh cũng được. Chú xây nhà mới đó con về. Trời ơi quá trời quá đất luôn. Em giới thiệu đôi nét về mình đi, em tên gì và bao nhiêu tuổi? Em tên là Ngọc Nhi, em 8 tuổi, em đến từ Củ Chi. Cái gì? Không phải đâu. Trong cái thông tin anh đọc là em 12 tuổi mà. Em 8 tuổi. Không. Người ta 8 tuổi, người ta nói 12 tuổi. 8 tuổi. 8 tuổi hả? Trời đất ơi, em uống cái sữa gì mà em bự quá vậy? Ở Củ Chi rồi, em biết rồi đó. Còn chú Nghĩa nói còn nghe. Anh ơi, nhà bật rồi kìa anh. Sao vậy? Giày đó. Chú Nghĩa để lại một chiếc giày ở đó. Dạ. Cuộc thi thử hai. Bé nó 8 tuổi nhưng cái giọng hát cũng cỡ 18 tuổi và cái nội lực bên trong của một bà già 81 tuổi. Cái nội lực trong con nó khủng khiếp lắm con biết không? Nếu như khi mà con hát tự nhiên chú liên tưởng tới cô Siêu Black. Cái gì nó sai sai đó. Cái gì sai sai 81 tuổi làm sao? Ý nói là cái nội lực giọng hát của cô gái 18 nhưng mà cái nội lực 81 năm công lực của một người đàn bà 81 tuổi. Không liên quan. Anh có để ý là có cái ba màu xanh không? Anh xuống giùm em để mọi người có cơ hội để nói chuyện đi. Không thì bây giờ cho anh trình bày trước đi. Anh thích quá anh phải nói trước. Em thương anh Nghĩa tội nghiệp đi. Trời ơi, nhà chị nó sập rồi, để anh nói xong anh về. Ủa chị, bây giờ nữa. Ví dụ như mà nhà chị sập là chị có quyền giành. Thì đây em cũng có thể em phá nhà em vậy. Ê, bà đi rồi. Con thấy hai cái gia đình này nó lộn xộn. Trong thấy gia đình của cô chú. Cái gia đình là gia đình. Tại gia đình nó có tuổi đó con. Cái 81. Con phải thấy rằng ai là người thương con. Đây, ai cãi cãi chú đứng, chú thách tóc bính cho con thấy không? Đó. Chú như một người mẹ hiền và trời con gì đó. Cô nói con nghe nè, con thích dân gian đương đại lắm hả? Dạ. Giống cô luôn không? Ai cô cũng nói giống cô hết á. Cô rất là đại trà. Bị bắt bỏ là ngủ sông Hồng á. Ba cái gia đình này con mình cô hát thôi. Cho nên là nếu mà con muốn hát cái bài này mà tốt hơn em xin thì con nên cho về em với đội của cô. Cho bài nhạc đi, em với chị Cẩm Ly sẽ hát bài này cho bé nghe. Trời ơi. Nghĩa. Chị Ly, chị em hát luôn đi. Rồi. Bây giờ vũ dành hát, vũ anh với em hát đi. Đó đúng rồi, đúng rồi. Vô chịu vũ. Vô chịu vũ đại nghĩa cố luôn. Con sao bé bỏng của tôi lang thang theo cha dọc bờ sông trắng xóa. Một ngày mùa thu đưa cha qua sông, một ngày dòng sông đầy nắng và gió. Con sao sang sông và sông ơi, con thấy không? Vừa rồi chẳng qua chú Nghĩa và chú Vũ muốn chứng minh một điều cho cô Trang và con thấy rằng bên đội của chú Nghĩa cũng có thể làm được điều mà cô Trang nói và bên đội của chú Vũ cũng như vậy. Chứ không có phải chỉ là độc quyền bên đó đâu con. Được con. Bài này là bài rất là nổi tiếng nhưng hát phải có sắc thái. Ví con dụ thấy như là đoạn đầu con đang hát rất là dàn trải thì vô thương nhau. Ta ti ta bam bam. Còn bây giờ mấy chú cứ hát rần rần lên vậy. Còn thôi không có sắc thái gì hết. Bởi vậy chú mới nói rằng với chú là một người không chuyên hát mà chú còn hát được như vậy thì xá gì cô Cẩm Ly hả con? Cô chú về chỗ. Cầm bây cái giờ, đôi dép về chỗ giùm em một bây cái. Bây giờ thì anh về nghĩa. Anh nói một lời cuối nữa thôi anh về. Anh cầm đi rồi dẫn chương trình luôn đi. Con thân mến, và bây giờ thì chú sẽ thay chú Nguyên Khang. Trời ơi. Người thách Nghĩa. Trời đất ơi. Đây là cái sân khấu của MC mà mấy người rần rần quá để giao lưu với thí sinh tí. Và em đã từng nghe cái bài này do ai hát? Dạ cô Anh Thơ. Ủa mày nghe cô Đăng Trang hả con? Mơ mi cho Trang. Trâm Trang nhoi quá đứt dậy luôn. Không phải tại thủ đoạn quá cho nên ghét chắc. Yeah. Các bạn ơi, tràng vỗ tay này chúng ta dành cho công chỉnh Miro đúng không? Phần trình diễn của chú Vũ với lại chú Nghĩa thì em thấy có hồn không?
Vậy chưa có hồn lắm. Vỗ tay đi quý vị. Với lại chú Đại Nghĩa mà chú mà hát với con thì mới rất là có hồn. Con muốn thử không? Dạ. Yêu nhau quấn quýt lá châu cao, yêu nhau hoa đã chờ nhau, cả nhịp cầu qua sông, thương cả môi sầu thương em, thương cha con sao bê bồng thủy chung của mẹ. Chờ mong của chị thương cho mẹ đưa qua sông hồng hoa mùa thu. Cái phần biểu diễn vừa rồi của em với lại chú Dương Trự Vũ thì em thấy như sao? Dạ hay. Thôi rồi. Với nếu như mà con về đội của chú Nghĩa với cô Cẩm Ly á thì chắc chắn là con sẽ có được rất nhiều những lợi thế. Điều đầu tiên là cô Ly đã có rất nhiều năm hát trữ tình dân ca và cô Ly sẽ thừa sức để uốn nắn để đẩy con lên một cái tầm cao mới hơn nữa. Nếu như con về với đội của chú Nghĩa với cô Ly á, không phải chỉ có cô Ly không thôi mà còn có rất nhiều những cô chú đằng sau hỗ trợ. Cô Cẩm Ly có một cái phòng thu bự thiệt bự ở nhà. Anh bớt cái lượng năng lượng trong người anh để cho những giám khảo khác, nãy giờ chú Vũ chưa nói gì luôn tiếng. Cô Ly sắp ra một cái album mới đó con. Rồi xin mời nhà cô đang cần một người hát chung với cô. Của Thu Trang với Dương Triệu Vũ chia sẻ một chút đi ạ. Chú và cô Trang rất là muốn con về đội của chú. Và bây giờ chú có luôn một người bạn diễn rất hợp với con. Và hai đứa sẽ có thể nâng đỡ cho nhau đi vào tận chung kết luôn. Nếu như mà con chịu đội về đội của chú. Hẹn quá Vũ ha. Con ơi. Nghệ sĩ Thu Trang, nghệ sĩ Thu Trang có nói gì? Bên em có được nói chưa về anh Nguyên Khang? Chưa, ủa có mi rồi hả chị? Có mi rồi. Nhưng mà bên em còn chưa mất lượt. Dạ em nói hay lắm con, hãy về bên đây, chúng ta là một gia đình. Một gia đình là chơi hết mình. Chơi hết mình là chơi hết mình. Rồi xin mời gia đình Bạch Gia Trang. Dạ. Cho dù cô Thu Trang nói cô gì tùm lum tùm la hết trơn, cô vẫn yên lặng cô ngồi ở đây. Ủa đâu nói gì bả đâu trời. Cô là tại vì thủ đoạn cho nên ban tổ chức cắt micro của cô. Nhưng mà cô đâu có sao đâu, tại vì cô không có thủ đoạn cho nên cô không có sợ. Còn các bé trong chương trình này là công sức của rất nhiều các anh chị trong công ty cũng như đài truyền hình Vĩnh Long đã đi khắp mọi miền đất nước. Họ cực lắm, họ nâng niu từng bạn ở đây. Cho nên bây giờ con vào đội nào cũng là niềm vui hết. Cái khả năng của con chỉ có phát huy lên được mà thôi, chứ không có mất đi đâu hết. Cho nên cho một tràng pháo tay để bé tự tin và tự quyết định. Nuôi giang tay rồi lại biên xa, ta đi vòng tay đến xa để nuôi sơn là. Ví dụ như có ai mà đứng ở đây thì cắt hết micro của mấy người dưới được không? Nhiệm vụ của mình là ngồi đây mà mình leo lên đó có nghĩa là mình bị sai rồi, mình cắt người giống như là ở trên đó chỉ có một mình cái anh Nguyên Khang được quyền thôi. Hay lắm chị. Mọi người thông cảm giùm, bởi vì mỗi một chương trình xuất hiện được có một cái áo cho nên phải phát huy hết. Bữa nay tự khai hết. Ok, bây giờ con cố gắng làm sao con chọn nha. Cô sẽ đi xuống dưới đó. Nhưng mà cô Đoan Trang và chú Thanh Bạch rất là mong con về đội của cô Đoan Trang. Dạ, yeah, chị Trang, chị hứa với em là chị đừng nhào lên sân khấu nữa đi. Mỗi tiết mục tên có một lần chứ nhiêu. Trời ơi, bây giờ lên 3 lần rồi đó. 18 lần rồi bà. Thank you.
Trời ơi, dễ thương chị ơi, chị tàu kìa chị. Trời ơi, vỗ tay cho hai đứa con gái của em đi mấy anh chị. Em cứ càng lên. Chị ơi, không ai giành giật cho mình hết, lên nhận con. Trời, trời ơi, chưa nhận xét sao nhận. Tôi đứng trước, tôi đóng dấu trước được không? Thích nhất cái đoạn hai đứa nhỏ đó diễn. Trời ơi, chị ơi, chị tàu kìa chị. Chị ơi, chị tàu kìa chị ơi. Bé nó chỉ con tàu mà tưởng chỉ con chim. Con diễn lại cái tiết mục mà chị ơi chị đó. Tàu đi ba người cùng diễn nha. 2, 3. Chị ơi chị, tàu kìa chị ơi. Dễ thương. Dễ thương quá đi, hôn cái nha. Hôn cái nè. Rồi tôi đóng dấu rồi đó. Hai cô bạn nhỏ xinh xắn giới thiệu đôi nét về mình đi. Các em đến từ đâu và tên gì? Dạ con tên là Trần Võ Quỳnh Huy, năm nay con 8 tuổi. Con đến từ quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Mai mốt lên 9 tuổi, đến từ quận 10. Con tên là Trần Đặng Phương Vi, năm nay con 9 tuổi, con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Cô rất là thích cái cách mà con luyến á, ví dụ như lời hát, mà tụi con hát lời hát. Nó cái kiểu rất là hồi xưa, cái tinh thần cho cái bài hát này rất là dễ thương. Tuy nhiên á, hai đứa con phải nhớ là khi mà mình hát đồng âm, mà nhất là lên mấy cái chỗ cao á, thì mình phải nhường nhau chút xíu. Hai chị em chưa có nhường nhau lắm, cho nên lâu lâu kì. Trời ơi, người ta đang kêu tàu mà sao nhường được. Đó cái tàu cái kia. Tàu ơi. Nhưng mà cô tin là không có sao. Tất cả những điều đó con về cô Cẩm Ly sẽ dạy cho con hết. Chúc mừng hai đứa con. Hai con dễ thương lắm luôn á. Hai con đã làm nguyên một cái khán phòng này nó bùng nổ lên. Và cái đó là cần đòi hỏi thấy cái sự ngây thơ, lại vừa có sự hồn nhiên, cộng thêm cái máu lửa của hai con nữa. Cho nên chúc mừng hai con đã diễn rất thành công tiết mục này nha. Dạ con mừng chú. Con ơi, hai con hôm nay mới mang guốc hay là ở nhà vẫn thường mang guốc như vậy? Vậy hả ban nhạc ơi, vô nhạc cho hai con đi tới đi lui với đôi guốc này cho ban giám khảo, ban huấn luyện viên coi coi. 3, 2, 1, vô. Vỗ tay quý vị ơi. Và bây giờ là Quỳnh Thi. Quỳnh Thi, xin mời. Và bây giờ là Phương Vi, mời Phương Vi. Chúc mừng gia đình anh chị đoàn tụ nha. Chụp tấm ảnh gia đình coi. Cho hàng xóm ké tấm. Rồi rồi đây. Anh ơi, mình hàng xóm tấm. Chụp tấm ảnh kỷ niệm và gia đình rồi. Ủa cái gì hàng xóm đi ra vậy? Dễ thương nha. 1, 2, 3.
Chưa. Anh mang đánh trống. Gì vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy anh Bạch? Anh Bạch ơi, cái này là cái gì? Tụi tôi yêu cưới. Tụi tụi con mà bè mà cái quãng 3, quãng 5 như thế không phải là chuyện dễ. Cho nên cô chú có hai món quà này muốn tặng tụi con. Rồi tụi con muốn về đội có ai đó cứ việc về. Đó, vậy đó. Trời đất ơi, hai đứa nhỏ hát hồ trên núi một cái bài hát đầy tính học thuật. Mà nó gắn hai cái mắt kiến như hoạt hình vậy trời. Đúng rồi, cái này là bài hát khác. Mặc dù bản thân cô cũng cảm thấy không phù hợp. Nhưng sao em lại bán đứng anh? Quà là quà thôi. Dạ đúng rồi, cái thứ nhất là tình cảm của chú Thanh Bạch. Chú chuẩn bị rất là nhiều thứ để làm sao để mong cho tụi con vui, cho khán giả vui, cho tụi con có những cái kỷ niệm, con hiểu không? Mình mới có hay là cho sẵn không, để tặng? Không, giờ gì cũng cho đúng rồi. Đúng rồi, cũng cho. Vậy đi, vậy đi. Bây giờ bên kia không ít. Hai đứa giới thiệu cho mọi người biết coi nè, tên gì, đến từ đâu, bao nhiêu tuổi nha. Con tên là Lê Minh Nhật, năm nay con 12 tuổi, đang học tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Bé. À, còn con là con tên là Lê Ngọc Thanh, năm nay con 11 tuổi và con đến từ thành phố Hồ Chí Minh ạ. Ờ, ok. Cái mà cô thích ở hai đứa con á là hát bình tĩnh từ đầu cho tới đuôi, rất là tập trung, đi tới cái nốt cuối rất là bình tĩnh, rất là ổn định. Khi mà hai đứa con mặc hai bộ đồ này á, cô mừng ơi là mừng luôn. Tại sao? Tại vì cô cũng có hai cái bộ đồ cũng giống giống như vậy nè, mặc với quần riêng như vậy nè. Em thì con cô cũng có bộ đồ giống vậy luôn. Bây giờ vậy nè, hồi nãy á, các con hát gần cuối á, tất cả mọi người đều tưởng các con đã hát hết rồi. Chú Nguyên Khang tính phóng lên sân khấu như đứng đây sẵn luôn, một chứ mình chú nha. Một mình chú biết các rằng cảm được rằng hai con vẫn còn nữa, cho nên là chú Nghĩa là để cản mọi người lại. Độc thoại không có ai nghe. Chú Nghĩa cản mọi người lại vỗ tay. Ngay cả nói cái gì đi nữa thì cũng không có. Thấy không? Ừ đúng rồi. Thì bây giờ mà ra sức thuyết phục đi, cũng ráng ra sức đi có sao đâu. Cái việc nói thoải mái đi ha. Mình cái này mình là người yên mình nghe. Em xin lỗi anh gì? Anh chị nói cái gì không có nghe được. Bây giờ anh Nghĩa, anh làm ơn anh về đi. Thôi để cho nhà này đi, nhà này không chọn nhưng mà chia sẻ chút cái suy nghĩ. Chị đừng lôi Andy ra nữa chị. Dạ. Con có vô đội nào đi nữa thì cô chú cũng sẽ cho con đi bơi với Andy. Bây giờ xin mời cặp đôi này. Nãy giờ chị Ly là ít nói nhất, anh Nghĩa anh hứa đừng nói nha, để cho chị Ly chị nói anh. Tụi con đúng là nghe trong cái giọng hát của tụi con là nó có cái độ mà gọi là chững chạc và điêu luyện. Nó có hai cái thái cực khác nhau. Khi mà bên Minh Nhật là ngâm cái đầu thì nó là có độ uyển chuyển mềm mại, ngược lại qua Ngọc Thanh thì lại Ngọc là Thanh. Cái nấc là nghe nó lạ, cái nó khác nhau hẳn chứ nó không có giống nhau. Trong cái giọng hát của tụi con, cái độ kỹ thuật của tụi con có rất là tốt, rất là nhiều, cho nên là cũng, chú Vũ cũng nói công tâm nha. Cũng có chú ngồi xuống tương đồng thôi. Em ngồi xuống. Sao vậy? em định nói để cháu về đội chị nhưng mà chị Trang Trang nhìn em thôi, em không dám nói nữa. Nhưng mà con phải chọn về đội nào đây đi. Vậy. Con ơi, Andy hay qua bên nhà này chơi lắm. Nói nghe nè, Nhật với lại Ngọc Thanh, nhà cô có bé Son, hai đứa con dễ chơi hơn là chơi với con trai. Chơi con trai với nhau cũng bình thường đúng không? Giờ đâu chơi có, với bé gái nhỏ hơn. Hai bé gái rất là xinh. Có hồ bơi đàng hoàng. Rồi có đồ ăn, thức uống. Rồi nhà cô Ly cũng có hồ bơi luôn. Nhưng mà hồ bơi nhà cô Ly đang sửa, 2 tháng sau mới xong. Đó là lúc chương trình xong rồi. Con ơi, bây giờ chú phải cắt chị chú nói thôi. Cắt liền.
Nếu như cô Đoan Trang có nói rằng cô có sữa cho con uống thì xin lỗi cô Đoan Trang nha, chú mua con bò về cho con uống tại chỗ. Hai con cứ suy nghĩ đi, hai con nha. Rồi bây giờ cái quyết định là phụ thuộc về hai em, chọn ai thì chạy thật nhanh về đội của người đó nha. Anh Nghĩa ơi, anh Nghĩa tạo dáng lòng của người cha người mẹ gì đó để đón hai hai lòng con mình. Mẹ bao la như biển Thái Bình. Dạ dạ. 1 2 3 xin mời. Con ơi, lòng mẹ thì luôn luôn bao la. Cho dù các con có ham chơi đi lạc qua nhà người ta thì mẹ vẫn đón con về nhà và hát cho con nghe bài hát La La La. Công nhận sự đầu tư nó có kết quả ghê. Mà cái dáng anh Nghĩa nãy đẹp lắm kìa. Nói sao anh, nói sao anh dạy cho em đi để lát em bị thu ra. Thế là mình tất cả mình đứng lên mình tập cái dáng này đi nha. Đứng lên, đứng lên, đứng lên. Tại đây lắm à. Cái gương mặt phải bao dung, bao dung. Thôi thôi đứng đây nè. Rộng mở, cái kiểu như mình phải chồm tới mình chờ đó con mình. Bây giờ nhắm về đó. Nhắm cái mặt có đủ bao dung không? Cái mặt bao dung nha, còn nếu không thì cái mặt bao đi lông cũng được. Dạ tỷ con. Bao dung. Cái kia. Trời trời trời. Trời ơi. Mẹ. Khóc đi em, khóc đi. Trời ơi. Cái gì sâu quá. Thôi dù gì cháu nó cũng về đội của chị rồi. Nghỉ đi, xả dai đi. Xả dai, xả dai. Xả dai đi mấy đứa. Xả dai. Trời ơi, Thu Trang diễn sâu quá kìa. Kìa. Bây giờ xuất ra không được. Trời. Hay quá Trang ơi, hay quá. Trời ơi. Trang cảm thấy rất là vui và rất là cảm ơn chương trình đã cho mình vào một cái chương trình không chỉ có ca hát mà diễn nữa. Và ở đây thì hai bạn diễn viên của chúng tôi, Thu Trang và Đại Nghĩa, quá xuất thần. Cho nên... vẫn diễn hả? Xin đừng bỏ giới thiệu cho mọi người biết đi là con đến từ đâu, quê con ở đâu. Con xin giới thiệu với tất cả mọi người là con tên là Nguyễn Văn Vào Cường và con năm nay 12 tuổi, con đến từ Nghệ An. Ôi trời ơi. Trời ơi. Vậy trời mà hát giọng Nam Bộ hay vậy quá. Vậy là cô chú tưởng đâu con miền Tây. Đây là một cô bé đến từ Nghệ An. Cương có thể chia sẻ cho mọi người biết là Cương đến với cái cuộc thi này như thế nào? Con đến với cuộc thi này bằng con xem trên TV và con tự làm đơn con gửi đến công ty Sen Vàng. Yeah. Và bây giờ con đáp trọng với ba. Ba mẹ con đâu? Sương long lanh, rẫy nương xanh, con chuôn quanh lưng đồi thanh thanh, hoa ê ban lỡ trắng lưng nương, cái nắng xuân sao. Con đam mê ca hát từ năm lớp 1, con thương hát ở ngoài đồng, ở trường, ở hội trường xóm và ở tất cả mọi nơi mà con đứng. Bố mẹ của Bảo Cương á, vay tiền ngân hàng nhiều. Bây giờ là làm ăn thất bại. Giờ phải vào Bình Dương làm thuê. Làm công nhân kiếm tiền về để mà trả nợ. Một mình ba ở nhà là chăm sóc ba đứa cháu vất vả. Thử thì làm đồng, thử thì nuôi cháu. Ba cũng hay bệnh nhưng mà cháu nó nhờ được là mấy đứa cháu nó ngoan. Vào đấy thì làm tài xế chạy xe. Công việc thì cũng tương đối khó khăn. Nhiều lúc có thể là đi quá đêm, sáng ngày sáu hôm sáu mới về được. Vừa tối thì vào đấy thì cũng đang làm khu chế xuất tính trung 1. Bây giờ thì cuộc sống nó thiếu thốn đủ bề. Mục tiêu vào thì để
kiếm một số tiền để trang trải nợ nần về lo cho con ăn học. Vài ba hôm mình tiền về con này, thỉnh thoảng mở hình con ra xem này, xem những bài hát ở quê này, nó hát trong nó gửi vào cho bố mẹ này. Chỉ có vài đó, nhiều lúc làm cả một năm tận tuổi thì muốn về quê để sum họp với gia đình. Nếu như thu nhập mà nợ nần trả được với vợ có chút đỉnh thì hai vợ chồng mới về được. Do niềm đam mê của con nên con quyết định đi thi tuyệt đỉnh xong các nhị. Nếu được giải con sẽ trả bớt nợ cho ông ba và bố mẹ. Chú Bạch á, bất ngờ khi biết cái chí làm trai của con. Con có tính độc lập, quyết định và nhờ bằng mọi cách để thực hiện được mơ ước của mình. Các bạn khác có những người thân hỗ trợ được mọi thứ thì con quyết tâm, độc lập, chiến đấu như thế. Và tinh thần đó cần cho những chiến binh trong những chương trình dự thi như thế này. Cái cô thích ở con á là đem lại cho tất cả mọi người sự bất ngờ. Tự nhiên nguyên một cậu bé Nghệ An hát một bài hát dân ca Nam Bộ ngọt ơi là ngọt. Rồi xong khi con cất giọng lên mọi người mới hết hồn. Thì cô thích mấy cái sự hết hồn đó, hợp với cô. À, chúng ấy cho chú tiểu ra nhận lễ để tôi còn kiếm câu hát đi chạy hội nọ. Em yêu đêm
ca khúc Son với phần thể hiện của một thí sinh bé nhỏ của chúng ta, nhưng mà giọng hát thì đầy nội lực. Em giới thiệu đôi nét về mình đi, em tên gì? Dạ con chào tám vị sáu vị con tên là Nguyễn Đức Vĩnh. Bây giờ Nguyên Khang thấy là minh họa nhiều nhất, nào là có vũ trống rồi cầm quạt rồi có những cái biểu diễn phụ họa, đó là cặp đôi Bạch Gia Trang. Dạ xin mời chia sẻ. Quê con ở đâu? Quê con ở Bắc Ninh ạ. Ôi ôi quê hương quan họ. Con thử con hát một câu quan họ thử coi. Ơi mang là mang con sao là tung phải tính là tính tình tình ô tình tình ta nghĩ. Bằng ai mang con sáo sang sông ý, tình bằng ai mang con sáo sang sông ý. Ôi ơi, quả đúng là như vậy. Chú đã từng tới Bắc Ninh trong một cái chương trình rất là đặc biệt, và chú đã nghe các làng anh làng chị nhiều thế hệ lớn tuổi rồi truyền cho thành những nhóm nhạc rất là hay. Chú nghĩ con sống trong cái lòng của Bắc Ninh, con đã ngắm âm nhạc từ khi chưa ra đời nữa kia. Vì cho nên tất cả những điều đó nó làm thành một cái rất là tự nhiên. Mà nếu như con xin ở vùng quê khác, làm sao con có thể làm được như thế này? Con ơi, cái sự đa dạng của con á, cái trữ lượng con rất là lớn. Vấn đề là cái tim của con nghiêng về bên phải hay bên trái là cứ chờ quyết định. Hợp luôn áo với cô luôn nè, hay ghê. Trời ơi, đại gia đình hợp dữ vậy. Đồng cảm ghê luôn á. Thì cô chỉ muốn nhắc cho con thêm, có thể là con không có biết, dân gian đương đại là chất của cô. Cô với chú đã lên trên đây, có nghĩa là cô chú rất là muốn con về đội của cô chú ha. Thì nói chung sẵn giờ cô bán hơi ế. Trời ơi. Cô giỡn cho vui vậy thôi, để con đừng mà có căng thẳng. Cô Trang tưởng đâu một bé gái thì hát thì màu. Cái mở ra, ô anh Bạch ơi, con trai. Trời ơi, nó rất là độc, rất là độc. Độc và lạ là cô đó. Thiệt sự con hát rất là hay. Cái đó là không có bàn cãi rồi, con hát khá là điêu luyện luôn. Thì chú có một bạn ở trong đội của mình tên là Quỳnh Anh. Cái vóc dáng cũng cỡ bằng con, giọng hát cũng đương đại như con. Và bây giờ bạn ấy chỉ lẻ loi một mình ở trong đội của chú thôi. Cho nên bây giờ nếu như mà con vào đội của chú và cô Thu Trang thì chắc chắn con sẽ có một người song ca với con thật là ăn ý. Con nghĩ sao? Chúc mừng. Cảm ơn ca sĩ Như Triều Vũ. Nghệ sĩ Thu Trang có chia sẻ gì không ạ? Như trên. Như trên. Dễ thương nha. Cô xác định thêm một lần nữa để cho tụi con đừng có hoang mang. Có nghĩa tụi là chương nào? Trình là tuyệt đỉnh song ca nhí, nhưng vẫn có giải thưởng dành cho đơn ca xuất sắc. Con hiểu không? Cho nên tụi con vẫn có cơ hội phát triển tốt nhất có thể. Đó, cái đó mới là cái quan trọng nha con. Con tên là Mai Minh Thiện, năm nay con 12 tuổi. Quê con ở tỉnh Tiền Giang, con sống với mẹ. Con lớn lên cùng với những khúc dân ca, câu hò, điệu lý ngọt ngào. Những nốt nhạc trầm bổng của mẹ đã nuôi dưỡng ước mơ con. Giờ đây, con có thể cùng mẹ hát những bài hát ngọt ngào. Nơi nào có khán giả, nơi ấy chính là sân khấu tuyệt vời của con và mẹ. Ước mơ của con được mẹ vun đắp từng ngày, mẹ vất vả ngược xuôi để con được học hành nên người và có thể thực hiện được ước mơ lớn nhất trong cuộc đời con. Mẹ ơi, âm nhạc cũng giống như ước mơ trong con, sẽ không bao giờ dừng lại. Mẹ bảo, đời mẹ chưa từng được bước trên sân khấu lớn, thì hôm nay con sẽ thay mẹ thực hiện ước mơ ấy, mẹ nha.
phải con trai em. Xong rồi. Con trai em, con trai em. Tôi hung rồi. Gì? Rồi đi vú. Trời ơi, hung trên đầu, trên tóc nó làm gì? Chú hung vậy má. Chết nhỏ thiệt tình. Con ơi con. Gì cô Trang? Cô Trang muốn hung hả? Em đi á. Anh đi hả? Con có cái mặt giống Y Trang em đi luôn nè. Y Trang em đi luôn mà xanh luôn nè, thấy không? Có hai con mắt, có cái mũi, có cái miệng giống con. Đừng thả thả cháu nó ra. Rồi em giới thiệu đôi nét về mình đi, em tên gì, đến từ đâu? Dạ con tên Mai Minh Thiện. Năm nay con 12 tuổi, con đến từ Tân Phước, Tiền Giang. Ê, có biết hát ca cổ không? Ở Tiền Giang á. Dạ biết. Vậy thì thử bài ca cổ cho mọi người nghe cái chơi ha. Nghe. Con trở về để thăm ngắm người đã xuân. Tàn tàn tàn. Nhìn bóng ngoài yêu đã dính. Con nhờ cô Thu Trang hát một câu giọng cổ đáp lại đi con nha. Mời cô Trang. Cô Trang quán quân một cuộc thi về cải lương đó con à. Dạ em thưa mấy anh mấy chị, em cũng phải hát một câu để phục vụ với quý vị khán giả ở đây cũng như mấy anh mấy chị, để cho mấy anh chị vui lòng. Mấy anh chị chặt chém em quá mà đúng không? Bây giờ không không anh có làm MC chỗ anh Nghĩa bữa gặp em biết. Dạ dạ em biết mà, em hát hay anh biết em mà. Không em hát được. Không phải anh Bạch ơi, anh Bạch lịch sự quá khi nói Trang hát được, nó phải nói là Trang hát động. Dạ em hát câu Lan và Điệp nha. Dạ. Trời. Cô Trang quán quân một cuộc thi về cải lương đó con à. Anh có làm MC bữa gặp em biết. Dạ mà. Dạ em biết mà, em hát hay. Em cũng phải hát một câu để phục vụ quý vị khán giả ở đây. Thu Trang, 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 Thu Trang. Điệp ơi mang lên chốn thành đô nhà sẽ rực rỡ. Xin anh đừng quên bến đò ngang con sông nhỏ chốn quê xưa em dò dò mơ. Lấy hơi, lấy hơi. Chát hết. Hát như dao đâm vào tim. Nghe nè, để nghe cháu nó nói nè. Con thấy cô Trang hát thế nào, con cứ nói thật lòng. Dạ cô Trang hát hay. Con ơi con thật là một chàng trai khéo nói. Chú nói thật lòng với con, khi chú nghe cô Thu Trang hát cải lương, chú có cảm giác chú được giảm cân. Cô Trang hát tới đâu chú xúc mỡ tới đó. Trang phải hỏi Khang, Khang khách quan. Tôi hỏi làm gì cho mấy người mần nhục tôi nữa à? Trang phải tin Khang, Trang hỏi đi. Xin lỗi mấy người, bản thân tôi còn không tin, tôi mắc mới rồi phải tin mấy người. Nằm mơ đi. Yeah. Rồi, được. Bây giờ con cái thiện, con sẽ nghe một cái lần xanh thứ hai có đại diện chú Đại Nghĩa sẽ hát chèo để tặng cho con nha. Trời ơi anh ơi, em không có biết hát chèo. Ủa? Anh chèo cho anh coi đi. À, em chèo xuồng thì được. Thôi bây giờ như thế này nè, bên kia có con câu cải lương, bên đây quất thêm câu cải lương nữa cho bé nó coi coi bên nào được. Con muốn nghe cô Cẩm Ly hát. Thấy không? Chết rồi. Cô Ly ơi. Rồi đó, cái độ nghiêng về bên phía bên này có vẻ nhiều hơn rồi. Đồ lá vàng đó, cậu lá vàng đó. Kia cũng ngập ngừng rơi trong gió, như nỗi sầu xưa chồng chất giữa tim sâu. Rồi xong. Con nghe nè, là một dòng lệ ngang ngào. Chiếc lá vàng rơi như con đò nhỏ. Ủa, chương trình này chương trình gì vậy? Chương trình này chương trình gì vậy mọi người? Ai đây là bài chương trình vòng cổ đâu Nghĩa? Ai biết đâu kêu hát à? Dù cho cánh bướm phai màu, tình lãng và điệp trọn đời không phai. Xin lỗi! Con người của cô đang thiếu một giọng hát cải lương. Hồi nãy cô quên bấm. Theo cô thì cô thấy như thế này, đội cô rất là cần một bạn hát
cải lương. Nhưng mà cái lỗi của cô chú là hồi nãy quên bấm con, lo coi quá xong cái trời dễ sợ. Xong cái thấy hai đội xanh lè này cái nhỏ mình thấy đâu mình quên đâu, nãy giờ kẹp cổ. Nhưng mà con cũng đừng quá thích cô Đoan Trang và chú Thành Bạch mà con đổi ý, không sao hết. Chị Đoan Trang giống như là chị đang bị ảo quá trời. Nếu mà có thì chị nói em lấy thuốc kìa. Đúng là hồi nãy cô quên uống thuốc. Vậy cô về cô uống đi cô. Cô về cô uống đi. Cái nào quý vị, quý vị, giống như tự nhiên á, tự nhiên bây giờ tự nhiên tôi nhào lên tôi nói chứ dạ cảm ơn cả thế giới đã yêu mến tôi vậy đó. Có ai nói thế nào đâu. Nhưng có một chữ nhân. Theo cô thấy, nếu như mà con thích cải lương thì cô nghĩ mặc dù chú Đại Nghĩa đang không có tốt với cô, nhưng mà cô thấy là con nên về rồi cô Vũ Trang. Nghe ghê không? Bà nghĩ sao bà chưa quăng miếng mà bà cười trước. Không, tại vì cô không phải là những diễn viên diễn hài. Cho nên cô đừng có diễn, cô đi về đi, không, nãy giờ là giỡn thôi. Chứ theo cái khách quan của cô á, thì cô thấy là chú Đại Nghĩa với cô Cẩm Ly có thể giúp cho con hơn. Rồi, anh hút cho nên hàng là em ơi, thuốc anh để sẵn. Hay quá bà ơi. Nãy giờ là mọi người ai cũng nói hết, nhưng mà chú Vũ chưa nói. Thiệt sự là lúc đầu chú không định chọn con, là tại vì con hát còn yếu lắm ở cái phần đầu. Nhưng mà ngay cái phần mà con hát giọng cổ mà, thì nó có cái độ sáng ở trong cái giọng của con. Và chú có một bé gái bằng cỡ con, dễ thương như con, hát hay như con. Về dòng nhạc này, nếu như hai đứa mà kết hợp với nhau thì chú nghĩ đó là sẽ là một cặp song ca hoàn hảo. Nhất con ơi, thật ra con nên về đội cô Trang và Lưu Vũ, tại vì sở trường cô Trang là cải lương. Cô Trang hát cải lương rất hay, tại vì cô Trang là diễn viên hài, cho nên cô Trang làm bộ hát dở để cho mọi người cười thôi. Chứ thiệt ra cô Trang hát cũng dở vậy đó con. Bà nha, cô Trang hát bà nha, tôi đang nói nghiêm túc để cho cháu nó thuyết phục. Ở gia đình sao con, con có coi cái tuyệt đỉnh song ca người lớn không? Con biết cái đội mà thắng tuyệt đỉnh song ca người lớn là ai? Đó là đội của chú. Nếu như con về đội của chú sẽ cho con gặp chú Hoài Linh nữa. Trời, làm như một mình chú Vũ biết chú Hoài Linh vậy đó à. Nhưng mà người ta là em ruột. Ngoài chú Hoài Linh ra con còn gặp được chú Đàm Vĩnh Hưng nữa nè. Còn cô Hương Lan sẽ giúp con để huấn luyện con nữa. Trời ơi con, bên đây nhà chú cũng có chú Hoài Linh cũng được nha. Chú Quang thân Lê thân nữa, chú Quang Lê là bạn rất thân của chú. Chú con sẽ mời tới đây huấn luyện cho con luôn. Chú đang trường nữa nha con, chú đang trường nè. Cô Minh Tuyết, cô Hà Phương nè. Cô chú cũng có cô đại người ác thân Cẩm Ly nữa. Chú nè, chú thân với má Ngọc Giàu, má Hồng Nha nữa nè. Má ơi, cô Trang thân với lại chú Đại Nghĩa nữa. Cho má cô Trang thể nhờ chú Đại Nghĩa luôn. Chương trình Lấy Sao Đè Người. Bé hình như có vẻ có cảm tình với chị Ly. Chị nói một cái đi là con nó về với mình liền. À, con có một chất giọng cũng hát là ngọt ngào. Tuy nhiên, có lẽ mình chưa có chỉnh chu cho lắm. Khi ở những cái đoạn thấp con hát còn mờ lắm, không có nghe rõ. Nhưng mà con hát tốt được nhiều cái nhiều dạng, cho nên là cô chú rất là mong con về đây để cô chú có thể cái rèn luyện con thêm. À con, chú hả? Chú với cô Lệ Quyên được mệnh danh là cặp song ca mắt khí rồi, con nhớ cái điều đó. Ủa liên quan gì? Ủa, liên quan gì quá? À, nếu như mà con về đội của chú sẽ mời cô Lệ Quyên tới huấn luyện con luôn. Con hát cải lương mà. Ủa cô Lệ Quyên hát được không? Mời cô Lệ Thủy đi thì được. Dường như ai đó ngang qua lối về.
Rồi chụp chụp tấm hình, chụp tấm hình giao phả, chụp tấm hình giao phả vô. 1 2 3. Yeah. Rồi cảm ơn anh Vũ. Em vẫn đẹp chứ anh hả? Vẫn đẹp. Dạ, đẹp là được nha. Hai em giới thiệu đôi nét về mình đi, và lý do vì sao lại chọn các khúc tóc hát từng được nữ ca sĩ Đăng Trang thể hiện. Dạ em tên là Lê Hồng Trâm Khanh, đến từ thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ con tên là Trương Hoàng Yến, con 13 tuổi, con đến từ thành phố Hồ Quảng Ngãi ạ. Thế lý do vì sao hai em lại chọn ca khúc tóc hát của nữ ca sĩ Đăng Trang? Dạ tại vì hai tụi em thấy là nó hợp với phong cách trình diễn của mình và yêu thích bài hát đó ạ. Đặc biệt là tóc của hai em cũng rất đẹp. Nào hai em quay lại cho mọi người xem nè. Đó dễ thương nè. Cảm ơn chị Đăng Trang. Nãy giờ chị đứng lâu quá, chị có thể về ngồi nghỉ ngơi tí xíu. Em mời các em. Tại vì hai đứa con làm cho trái tim của cô rất là rung động. Không phải là một ca khúc lãng mạn làm cho người ta lay động lòng người. Bài hát đó là bài hát cô từng hát cách đây mười mấy năm trời. Chứng tỏ là một cái bài hát qua hơn 10 năm vẫn còn sức sống. Một lần nữa cô cảm ơn tụi con, cảm ơn khán giả, cảm ơn sâu huấn luyện viên đã làm cho cô nhớ lại bài tóc hát. Hai nói nghe nè, ví dụ ôm lại cái kỷ niệm á. Mình thử luôn một đoạn tóc hát đi. Một đoạn tóc hát nha. Tại sao cô phải hát? Trời ơi gì vậy? Sao cô làm tuột hứng vậy? Cô ơi, cô... Hãy để cho cái bài hát tóc hát đó cách đây mười mấy năm nằm ở trong lòng của khán giả. Bây giờ ngày hôm nay cô cảm thấy cảm ơn ban nhạc rất là nhiều. Bởi vì đánh cái version này luôn luôn rất là sốc. Rock alternative ha. Bây giờ không còn nhiều người hát rock alternative nữa. Tại vì người ta lo hát R&B hay là hát EDM vân vân. Nhưng tụi con rất là chất khi tụi con vẫn còn nhớ bài hát đó. Cô muốn mấy cô cháu mình đi ra đằng sau nếu như con chọn về đội của cô. Có thể cô sẽ cùng hát chung với tụi con, nhưng mà với bài hát khác chứ không cần phải hát tóc hát, đúng không? Trang có từ chối các con đó. Phải, 10 năm rồi bảo quên lời. Quên lời. Bảo nói vậy bảo quên lời rồi. Bây giờ phần của cô chú được mời tới đây là ban giám khảo, là huấn luyện viên. Nếu như không có để cho hai cô chú nói thì nó không có fair. Cho nên cứ để họ nói đi rồi xong mấy đứa con chọn về đội của chú sau. Nãy giờ cô nói rất nhiều rồi, cô nên ngồi đi cô. Bây giờ chị nói, anh ơi, anh chị nói đi. Cho con thân mến, trước khi cô Cẩm Ly hát dòng nhạc dân ca trữ tình, cô Cẩm Ly nổi tiếng là ngôi sao nhạc nhẹ với rất nhiều ca khúc nhảy nhót sôi động, cào cấu, bứt tóc, móc mắt dục. Các con biết không, có thể là bây giờ cô Ly không hát những dòng nhạc như thế này nữa, nhưng kinh nghiệm 1-4 à. Thế còn nếu như các con muốn là mình là một người nghệ sĩ đa năng, mình phải thay đổi, thấy không? Tự nhiên hai con nè đang quậy quá trời rock thế này kia, tự nhiên bữa sau cô Ly dừng cho hai con hát bài Đau Xót Lý Kim Quyên. Chú, không? Chú nói vậy chú thấy có hợp lý hay không? Hợp lý chứ. Trời ơi chú gì từ bí văn rồi tôi không được quyền lên tiếng. Đài phát thanh Đại Nghĩa tạm dừng, chúng ta nghe đài phát thanh Cẩm Ly. Dạ chị Tư, em giận quá chị Tư. Người ta nói chị không biết hát nhạc trẻ kìa. Làm ơn cho bà chị như của tôi mới nói nghe, bà chị tôi mới hiền quá mà, cho nên mấy người ăn thịt bà hả. Trước khi ăn thịt bả thì làm ơn ăn cái cục này trước đi. Thôi chị, em bên giật chị. Thôi bây giờ nói đàng hoàng, Trang Đoan là dạ. Em có quyền giành thí sinh, nhưng em đừng có cái model mà áp đặt. Cô Trang nói là cô Ly là bây giờ là chị hát dân ca trữ tình à, sẽ là không có thích hợp với cái dạng của tụi con. Còn bài này cô Trang đã hát cách đây bao nhiêu lâu và cô Trang am tường về mọi thứ. Ồ, đó có đó là cái quyền của người huấn luyện viên, người ta có thể đem ra tất cả các chiêu trò người ta dụ. Nhưng mà cô Ly thì xưa giờ là cô Ly không có nhiều những cái tân bốc tụi con lên. Cái quan trọng nói thì nó dễ. Cho nên khi cô Ly bấm chọn có nghĩa rằng đã muốn tụi con vào đội. Còn nói về cái dòng nhạc, cô Ly cũng đã từng trải qua dòng nhạc trẻ rồi, chứ không phải cô Ly thành danh dòng nhạc trẻ trước, sau đó mới tới trữ tình dân ca. Và bây giờ cô Ly vẫn hát hai dòng nhạc. Khi mình đã đi hát bao nhiêu lâu, tuy rằng mình không hát, mình sở trường mình không phải dòng nhạc đó, nhưng chủ yếu là truyền dạy cho tụi con cái gì? Cái kinh nghiệm. Cái kinh nghiệm thì bây giờ dòng nhạc nào khi đã đi hát rồi cũng nhìn được những cái mạnh, cái yếu. Thì cô Ly chỉ muốn nói cho con hiểu thôi. Đó. Chứ còn bây giờ rần rần quá, cô Ly rần không lại. Chị Ly ơi, chị nói hay. Thương quá không biết. Chú Bạch cũng xin nói với tụi con. Cô không có ý áp đặt gì hết. Cô chỉ ráng phân tích thôi là tụi con hát cái dòng rock alternative đó là phù hợp với cô. Cô có thể giúp cho tụi con nhiều hơn. Rồi cô có cái cơ hội được múa trên sân khấu nhiều thì cô có thể ngoài lề, có thể chỉ thay cho tụi con thêm. Chứ không phải là cô áp đặt gì cô Cẩm Ly hết. Cô Cẩm Ly lúc nào cũng là đàn chị của cô.
ta rung lên không bao giờ sao lãng. Dây buông dây bấm ngân vang, âm thanh đi khắp không gian. Piano lại khó hơn nhiều, thêm đôi tay nhỏ bé hơn biết bao nhiêu. Vẫn lướt trên mặt đàn, vẫn ước mơ ngập tràn, yêu thương đi khắp không gian. Khi ba lên tám lên mười, chơi guitar không hay nên ba trời trông, đôi chân lo lắng run run, đôi tay ba đánh lung tung. Bao nhiêu năm dòng dã qua rồi, bao nhiêu năm lặng lẽ ba vẫn hay cười. Ba ước mơ thật nhiều, ba khát khao thật nhiều, ba yêu con biết thương. Hai cô bé rất đáng yêu. Hai em hãy giới thiệu đôi nét về mình đi. Em tên gì? Dạ em tên là Đinh Ngọc Lâm Khuê, năm nay em 10 tuổi, em đến từ thành phố Đà Nẵng. Đà Nẵng. Con tên là Bùi Thị Kiều Vi, năm nay con 13 tuổi, con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng tôi xin mời chia sẻ từ phía anh Đại Nghĩa và chị Cẩm Ly, xin mời. Hai con có một cái điều mà chú thấy rất là thích là hai con hát song ca, nhưng mà không có bạn nào muốn tỏ ra mình hát hay hơn bạn kia, mà đó mới chính là cái tinh thần của một cặp song ca. Chỗ này mình hát lớn thì bạn kia hát nhỏ, chỗ này mình nhỏ lại mình bè thì bạn kia hát lớn hơn. Và đó chính là cái tinh thần của song ca mà chú rất là mong muốn nhìn thấy. Đó là lý do mà cô chú đã bấm nút lựa chọn hai con. Cảm ơn hai con nha. Cảm ơn chú. Xin mời chị Tư Cẩm Ly. Cô cũng hơi tiếc cái đoạn đầu. Cái đoạn đầu lúc mà solo phải chi con có một cái cặp, một cái bè vào được cái bài này sẽ rất là hay. Tại lúc đó nó trên cái nền nhạc nhẹ nó sẽ du dương hơn. Và một cái ở Vi nữa là con hát tốt, tụi con có cái nhã chữ phát âm cô thấy nó cũng tương đối là đẹp. Nhưng
con có một xíu cái gì đó không có được tự tin cho lắm. Người ta nhìn vào người ta lại cảm giác, à, con không có được thoải mái cho lắm, trong khi gương mặt con vẫn tươi, thì cái đó nó mất hay, chỉ như thế thôi. Xin được cảm ơn. Đúng là tất cả những gì cô muốn chia sẻ thì chú Đại Nghĩa và cô Cẩm Ly đã vừa nói rất là chính xác. Có nghĩa là hai đứa con có giọng mềm mượt và rất là hòa quyện. Cái cô đánh giá cao là tụi con biết bè. Đó, những cái điều đó là những cái điều cần thiết. Và cô chú rất là mong muốn bé Vi với bé Khuê về đội của cô chú. Cảm ơn tụi con. Ở đây á, cái phần tụi con sắp xếp cái bài hát chú rất là hài lòng. Khi tụi con hát bài này có nghĩa là tình cảm yêu thương của con dành cho người thân của mình nó đang ngập tràn ở trong tim của con, thì nó mới tràn cảm xúc và lan tỏa cho mọi người. Mỗi một gia đình hạnh phúc nó sẽ lan tỏa trong làng, trong xóm, trong thành phố. Mà sự kết hợp giữa tụi con, giữa thành phố Hồ Chí Minh với Đà Nẵng, nó là một cái tình hữu nghị. Cái đó nó làm cho các bạn ở khác vùng quê với nhau có thể cảm thông được với nhau. Và điều đó nó xóa những cái ranh giới đi mà tụi con đã ngay vòng đầu. Thì chú Bạch và cô Trang cũng đã cảm nhận và bấm đầu tiên, là bởi vì đã phát hiện ra điều này rất là nhanh, rất là sớm và rất là nhạy. Xin cảm ơn anh. Cái sự nhận xét của anh nó gắn kết rất là nhiều ở hai thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt là nó đưa thẳng vô truyền hình Vĩnh Long của chúng ta đang phát. Đó là một sự nhận xét không biên giới, không có một sự giới hạn nào cả. Anh ngưỡng mộ luôn á. Từ một tiết mục ca nhạc thôi đó nha, mà anh diễn tả rồi anh phân tích rồi anh diễn giải rồi anh cắt anh mổ xẻ sao, gắn tinh thần đoàn kết dân tộc dễ sợ luôn vậy đó. Hồi nãy thì cô Trang cũng muốn đặt cái này để cho hai con, nhưng mà tại vì cô Trang cũng thấy là bên đội cô Trang cũng có một đôi là cũng cùng cái màu sắc. Đúng rồi, hơi giống rồi. Thật ra thì cô Trang với chú Vũ cũng rất là thích hai con. Xin cảm ơn nghệ sĩ Thu Trang. Gió thổi năm đông con về.
đây. Trời ơi, hát xong mà cái tay lạnh ngắt, đổ mắt mồ hôi run cầm cập. Dạ, giới thiệu đôi nét về mình đi, em tên gì? Dạ, em tên là Trần Phạm Mai Anh. Dạ, thưa ban giám khảo, em tên Nguyễn Thị Trúc Mai. Trời ơi. Hai em mấy tuổi? Dạ, hai em 9 tuổi. 9 tuổi hả? Hai em đến trời từ đâu? Ơi. Dạ, đến từ An Giang. Còn em? Em đến từ Phú Quốc. Wow. Bạn An Giang, bạn Phú Quốc nha. Chú Bạch đố con nha, đặc sản của Phú Quốc là gì? Dạ, đặc sản ở Phú Quốc con là có gỏi cá trích với gù xiêm với nước mắm Phú Quốc. Wow. Hay quá. Giỏi quá. Còn mấy anh, đặc sản của quê con là gì? Dạ, đặc sản của quê con là mắm châu đốc, bún cá và bánh bò, đường thốt lốt. Đường thốt lốt. Giỏi quá. Tụi con tự nhận xét về bài hát của mình hồi nãy thấy như thế nào? Dạ, tụi con chưa hài lòng lắm. Ở chỗ nào? Ở điểm nào? Chỗ nào mà chưa hài lòng? Cái chỗ, cái lúc mà lần đầu tiên con lên, điệp khúc của con lên chưa tới. Bây giờ cho con hát lại một lần, con hát lại câu đó đi. Đó. Vỗ tay đồng chí cái nào. Dễ thương quá. Đang đứng dây còn thôi còn nói, cha mẹ mất rồi con biết tìm lại đâu. Wow. Phút này thì quá mùi. Còn TC hình như là mình có một cái quyền về giải vẫn quyền. Hay trời ơi, 1, 2, 3 vô. Chúc mừng hai bạn, hai con dễ thương lắm luôn á. Dễ thương quá. Nhìn cưng quá à. Hồi nãy á em xây qua đây á, em nói em năn nỉ bên đây, sẽ em xây qua đây em năn nỉ bên đây, không ai chịu bấm hết. Để cô đến chính một chút xíu. Cô Cẩm Ly không có cần phải năn nỉ, cô muốn nghe hết từ đầu tới đuôi để cô thấy ở tụi con có điều gì. Cô Trang à, thấy không, bây con giờ hát đã hết trơn rồi, dừng luôn rồi cũng không. Bây giờ như vậy, ngay cuối cùng là cô gạt cái cần, nhưng cái chuyện nó không quan trọng, quan trọng là vô đội cô nó vui dữ lắm. Vui. Trời ơi, cô làm chỉ có một mình rồi cô biết vui à. Biết sao? Dạ. Đội con mà ở trong đội của chú là ở trên áo con, không phải là hai cái bông đó đâu. Đây nè, mà là con vịt nè, ngôi sao nè, con thấy không đó. Đây con muốn con nào con chọn đi chú nhỉ. Đây chú nói thiệt với hai con thôi nha. Ở đây không phải chú cố tình chú giành giật gì trơn trời á. Nhưng mà để nói cái chuyện mà vui đây nè, kỷ niệm của chú Thanh Bạch, có cái hình của chú Thanh Bạch ở đây. Chú sẽ quyết định thầm ở trong bụng với cô Trang là: Trang ơi, bây giờ mình sẽ tập một cặp nào nhí thiệt là nhí, dễ thương thiệt là thương, với một điều kiện như về đội của mình. Em nè, anh Vũ ơi, bây giờ mình có cái gì mình tặng cho hai bé anh Vũ à? Cái áo mà thôi, tặng đôi giày thì bự quá. Hai con, chú nói nghe nè, bây giờ hai con hát nhạc dân ca trữ tình đúng không? Quánh đàn guitar chi, chú có đàn tranh ở nhà thì hai con hợp với hai đứa lắm luôn đó. Con đàn tranh, cô cũng có đàn tranh đời, hiểu chưa đó? Cái gì vậy cô Trang? Cô thì cô Trang không có quà giống như chú Thanh Bạch. Cô Trang chỉ có tấm lòng thôi, tấm lòng của cô Thu Trang thôi. Mà cô Trang có Andy á, đẹp trai. Chú nói cho con nghe nha, cô Thu Trang có một bé Andy thôi mà cô mang rao bán khắp các marketing rồi đó. Bạch tặng con, con cứ vẫn cứ nhận mình, con cứ cảm ơn bình thường, chứ mình không phải vì món quà mà phải về với bên người đó. Ơi, con muốn vào đội nào thì con cứ vào. Gì vậy? Có cái vòng ta đã tặng cho bé. Có gì đâu vỗ tay, có gì đâu mà vỗ tay. Trời ơi, cô Trang bên đây tặng cái đàn, cô Thu Trang bên đây tặng cái vòng, chú Nghĩa tặng cái đồng hồ. Đây, tặng con mắt kiến à. Đừng đi, bây giờ cô chỉ nhắc con như thế này. Thứ nhất là mình về đội cô Đoan Trang với chú Thanh Bạch á, mình có được đàn guitar làm kỷ niệm. Cô Trang, dạ, xác nhận ngay lập tức. Cô nói câu đó là cô phải nói nếu không về thì có được nhận cái đàn đó không? Cái nếu mà con về, không về, cô sẽ cho con còn nhiều hơn cái đàn này. Cho anh xin phép cái này món quà phải không? Nó nghe là lạc dây quá, giờ chỉnh lại đi. Cái gì? Đoan Trang về trước đi. Thôi chú đi về. Con gái qua đây đứng, qua đây đứng, con gái đây cho chú. Đứng đây, con gái bên đây, qua đây đứng. Chú dàn xếp cho dễ lắm. Bây giờ vậy nè, đội chú và đội cô Ly thì mọi người cũng biết là chuyên về dân ca đúng không? Đó, còn đội cô Trang và đội chú Vũ đều rất muốn hai con về, cho nên là chú mong muốn rằng các con sẽ làm đẹp lòng tất cả mọi người bằng cách hai con đứng ở đó hai cái đường đi về hai đội kia, nhưng mà thật ra đến đó các con quẹo vô về đội chú. Thôi đây cô nói nè, bây giờ hai đứa con cứ đứng ở đây bình tĩnh và chọn lựa, không sao hết, đi thẳng quẹo phải quẹo trái chỗ nào cũng được. Nhưng cô nhắc lại,
nhà cô. Con ơi, con được ăn bơi, được bơi, tụi con có thích bơi không? Con ơi, cái dòng này con mang vừa. Hai con quyết định đi. Mấy giờ chia lẻ ra được không? Khang đếm 1 đến 3 chúng ta nhắc tay nhau nha. 1, 2, 3, xin mời. Về đi. Chị thắc mắc là tại sao cái tên của em nó đặc biệt như vậy? Dạ, tại vì là gốc em ở Huế ạ. Sau đó ông bà cố em đã chuyển ra Nghệ An sinh sống và làm việc. Em đang ở Hà Nội ạ. Tức là Huế, Nghệ An, Hà Nội ở ba nơi không có liên quan rồi, gì lắm cùng sau đó vô thành phố Hồ Chí Minh thi. Em có thể nói rõ hơn cụ thể là ở Hà Nội em làm gì? Em đang học piano ạ. Học piano đúng không? Em học mấy năm rồi? Dạ, em học 3 năm rồi ạ. 3 năm rồi, tức là đánh piano rất là ngon rồi đúng không? Wow. Thế thì ở đây có cây piano đánh vài cái chơi được không? Dạ. Ok, rồi, xin mời em.
Xin cảm ơn Khánh Huế. Và bây giờ xin mời phần chia sẻ từ phía ba cặp đôi huấn luyện viên. Đầu tiên xin mời cặp đôi của anh Bạch và chị Trang. Ở đây trong các thí sinh cho tới giờ phút này, con là một người mang lại cái không khí lạc quan cho chương trình. Bản thân trong người của con nó có một cái tố chất rất là lạ, là cái sự lạc quan nó lan tỏa trong khán phòng. Và đặc biệt có lẽ tràng pháo tay này xin được tặng Khánh Huế và ban nhạc đã hòa quyện ăn khớp với nhau, tạo thành một không gian âm nhạc rất là riêng cho phần trình diễn của con biết không? Cái điều đó không phải người nghệ sĩ chuyên nghiệp nào cũng có thể làm được. Dạ con cảm ơn ạ. Cô nhìn thấy chính mình ở trong con, một cô bé rất là trẻ, rất là nhỏ mà có cái đam mê, có cái sự mãnh liệt. Em xin lỗi nhưng mà anh nghĩ anh cứ khúc đó anh thấy không có gì sao mà... Tại vì nghe nói là rất trẻ, rất nhỏ đó, phải quay qua nhìn. Không sao đâu con, cái đó vui thôi, con không có gì hết. Mà cũng chưa chắc vui nữa con. Giọng con rất là mạnh. Tuy nhiên con cần phải có cái độ tinh tế hơn. Đó, ví dụ như mấy cái chỗ đầu là ta pi ta ta di tam pa da pa ti ta da ta da pam pa, là mấy cái đó con đẩy. Nhưng mà vô cái điệp khúc thì con phải bỏ nhỏ để cho chi nó tạo cái độ khác biệt của đoạn A và đoạn B. Thì cái đó cô mong là nếu con về với đội của cô thì mình sẽ thảo luận hơn về những cái điều đó. Con chọn về đội ai cũng được, nhưng cô cho con một cái bí mật. Bây giờ nếu như mà con về đội của chú Vũ á, thì cô Trang cũng là một cái người đứng bên cạnh con, nhưng chú Vũ mới chính là cái người huấn luyện cho con về giọng hát. Nhưng mà giọng nam mà huấn luyện cho giọng nữ thì nó sẽ không hiệu quả bằng giọng nữ huấn luyện cho giọng nữ. Xin mời nam ca sĩ Dương Triệu Vũ chia sẻ. Vũ không biết nói gì nữa. Làm sao phản biện được, bởi vì bây giờ nếu như cô nói một cái điều nó bất hợp lý đi thì cái tự nhiên chú sẽ có liền cái sự phản biện. Còn bây giờ cô nói nó quá hợp lý thì bây giờ nó sao phản. Cô vẫn rất là điềm đạm, phải không cô? Cô đâu có nhảy cà tưng như là ai kia. Nãy giờ không ai nhảy, có mình chị nhảy đó chị Trang. Nãy giờ tất cả mọi người đều ngồi. Ừ, có mình chị nhảy. Có mình bả sắn tay bả nhảy bảnh bạch bạch. Ê bịch bịch nha, không có được bạch bạch nha. Xin lỗi anh Bạch. Nghe nè thấy chưa, cô lúc nào cô cũng đợi người ta nói xong hết thì mới tới lượt của cô. Chứ cô không có ấy mà cô nói con nghe, cái sự mà nhảy nhảy vừa rồi của cô là để minh họa cho cái sự ấy ấy của mình ấy ấy. Chứ phải cô càng nói càng khó hiểu. Chú Vũ, sao chú Vũ? Con làm cho chú rất bất ngờ. Con có một cái độ chín mùi và chững chạc và bản lĩnh sân khấu mà không phải ai cũng có được. Chính riêng chú đi, phải tới 25, 26 tuổi sau bao nhiêu năm đứng trên những sân khấu lớn nhất mới có được cái sự mà chín mùi, mà giống như là mình có thể làm chủ được hết sân khấu một cách rất là tự tin. Cái mà chú quan sát lúc mà con thấy cái camera bắt đầu đi lên là con biết ngay là con phải diễn với cái camera, là con bắt đầu con diễn một cách rất là tự nhiên. Con làm một cách hoàn toàn thuyết phục và rất chuyên nghiệp. Và cái giọng hát của con thì có thể nói là nó giống cô Đăng Trang một chút xíu đi, đúng không? Nhưng đây là chương trình song ca, tức là về cuối cùng không phải là con hát một mình mà con phải hát với một người ca sĩ khác nữa. Cho em nói tiếp, chị ngồi xuống. Không đâu có sao đâu, chị đứng vậy thôi. Áo đầm mới mà. Khoan, bây giờ nói nghe nè. Đó, thấy chưa? Chị không có cắt đâu, không? Cái gì đang nói? Nói nữa, cho để cô Trang nói đi. Không, cái này không phải là cô ngắt lời chú Vũ, nhưng cô phải nói chứ để hồi quên. Có nghĩa là đi tới cái đích á, vẫn có song ca, nhưng mà nếu ai phát triển đơn ca thì vẫn có giải đơn ca nha con, chấm hết. Đó, vậy thôi. Cái điều con không biết là bên màn hình phía sau đã hỗ trợ cho con rất là nhiều. Cảm thấy con lung linh và con đẹp như thế trong giây phút đầu tiên thì con biết con là có ngôi sao may mắn chiếu mạng rồi đó. Mà con nhìn đây là chiếu giống ngôi sao không? Đó, vậy đó. Anh Bạch cho em chia sẻ chút xíu được không? Tôi anh hiếp vô chịu vũ của tôi. Nói đi anh, anh nói đi. Ok, để anh nói, em dạ, ngồi đi. Dạ. Và một cái điều nữa chú thích của con là con có một cái lấm lòng tiền rất là dễ thương. Chú có không? Chú không có. Nhưng mà con trai cô có. Liên quan. Ơi con liên quan. Con trai của cô Trang nhỏ lắm, con trai của chú lớn không? Đẹp trai vô cùng luôn. Nhưng mà tuy nhiên con, chú nhìn con, chú quan sát con thì chú thấy con không phải là một đứa trẻ mà cần phải có cái sự bảo phải ngồi hoặc là đứng hoặc là bảo dậy. Con có cái cảm nhận của riêng con, nhất là ở trong âm nhạc. Khi mà con xử lý cái bài hát á, con xử lý rất tinh tế. Con là một người bản lĩnh, con có cái tư duy của con, có tài năng của con. Và chú tin chắc là cho dù con về đội của ai đi nữa, con cũng sẽ thành công. Nhưng
Chú rất mong con chọn chú. Đội bên đây có cô Thu Trang, bên đây có cô Đoan Trang. Cô nào chú kết hợp vô cũng hợp lý, cũng đẹp hết trơn á. Cái tên của chú ghép vô với hai cô đó đẹp ghê lắm. Nhưng chú muốn nói với con một điều như thế này à, thì là chúng ta đến với nhau là vì cái duyên, đúng không con? Cái duyên nó bắt nguồn từ cái nhìn đầu tiên. Con nhìn đi, cái màu nào nó giống con nhất? Đây, màu xanh. Tùy con quyết định nha. Đây. Cảm ơn chú. Ôi, cảm ơn chú Nghĩa. Bữa nay làm ông bụt hiền lành cho chú Nghĩa vừa chặt pháo tay đi hả? Tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ cùng làm quen với hai bạn nhỏ vô cùng dễ thương đến từ An Giang nhé. Con tên là Trần Thị Gia Thảo, năm nay con 12 tuổi. Con là một cô bé hơi nhút nhát. Con tên là Dương Tiến Long, năm nay con 12 tuổi. Con thì rất là vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát và dễ thương. Con rất là thích hát, con hát ở mọi lúc. Đi học con cũng hát, ở nhà giúp mẹ con cũng hát. Âm nhạc giúp cho con không có nhút nhát và hòa đồng với các bạn. Âm nhạc là niềm đam mê lớn nhất của con. Một người thầy của con đã nói, nếu mà trong cuộc sống chúng ta mà thiếu đi âm nhạc cũng như là thiếu đi niềm vui, thiếu tiếng cười. Vì vậy con sẽ giữ gìn niềm đam mê đó. Hai bạn nhỏ, hai màu sắc khác nhau nhưng có chung một niềm đam mê âm nhạc. Liệu sẽ kết hợp với nhau như thế nào trong chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca nhí? Chúng ta hãy cùng đón xem tiết mục Phương Xa Nhớ Mẹ ngay sau đây nhé! Gió bờ sông, cha
Long. Yeah. Dạ, con tên là Trần Thị Dạ Thảo. Có phải anh em không? Dạ không phải. Hàng xóm? Không phải hàng xóm. Không ở gần khu nhau? Dạ, không gần khu. Hỏi trước đi chứ đừng có nói rồi nó sai. Dạ, bây giờ thì xin mời huấn luyện viên Dương Triệu Vũ và nghệ sĩ Thu Trang. Hai người đó nói sao? Rồi cho họ chọn họ nói sao chứ tại sao họ chọn họ lại nói trước? Thôi mình ngồi đi bà. Xin mời cặp đôi Bạch Gia Trang có vẻ muốn nói, xin mời chia sẻ. Anh làm vậy để cho hai người đó ngồi nghỉ mệt thế. Hai tụi con á có một cái điều, khi mà hát phát âm tiếng Nam làm cho cô chú không có kềm được cảm xúc. Bởi vì khi con nói chuyện như thế này, cái sự thuyết phục của tụi con nó sẽ rất là ít. Nhưng mà khi vô nhạc tụi con hát, tự nhiên như có một cái luồng điện chạy qua và giúp cho mọi người tập trung sự chú ý. Và đặc biệt là cậu bé họ Dương có một cái gì đó rất là lạ. Khi mà con tiếp xúc với khán giả con lại bừng sáng hơn nữa. Còn ngược lại bé gái Dạ Thảo thì khi khán giả đông quá thì con lại hơi sợ sợ một chút xíu. Nhưng sau đó con lấy lại bình tĩnh được ngay. Cho nên hai con là một cặp mà chú nghĩ rằng rất tuyệt vời để tỏa sáng với cái nền của nhà họ Vũ Trang, mà có thêm họ Dương nữa con. Nó trùng họ với con, nó hay lắm luôn. Nó ngẫu nhiên mà nó tuyệt vời đó con. Dạ cảm ơn chú ạ. Cái lý do mà cô chú không thể gạt cái cần này để chọn hai con là vì sao? Bởi vì cô chú đều có lý do của mình. Và nó rất là dứt là lý do. Cô chú đã đủ người nó rồi. Rất là lý do. Bây giờ cô gạt hay cũng được, là để cho thấy rằng hai đứa con xứng đáng để được các cô chú chọn. Nhưng mà các cô chú phải tính toán rất là kỹ cái lượng thí sinh khi mình quay hình, làm sao để cái đội của mình đang có ai rồi. Cho nên phải làm sao nó dung hòa với nhau nữa. Bây giờ ai cô chú cũng đứng lên giành giật thì nó mất cái cân đối. Đó là lý do mà cô chú không thể chọn tụi con. Cho nên cô Trang lần này nghỉ mệt, không có chạy lên đó, chạy xuống nữa. Chú đã khuyên rồi. Dạ Thảo, mới đầu khi con cất giọng lên thì cô và chú Nghĩa rất là ấn tượng. Giọng con thì rất là ngọt, nhưng mà có lẽ là chưa có được chỉ bảo nhiều đó. Con nghĩ là cái này về chú Vũ sẽ chỉ bảo cho con. Phát âm ra có nhiều chữ con bị mờ, bị nuốt vào trong. Con Long thì giọng con sang sảng ha, nghe thì rất là đã. Và đặc biệt là cái tấm màn nó mở ra thì cái gương mặt con nó rất là sáng, rất là bắt sân khấu. Dạ cảm ơn cô. Anh Nghĩa, anh có vẻ hiền thục gì dịu dàng quá. Chú không muốn gạt cái cần này bởi vì chú đang giữ cho mình hình ảnh là một người nghệ sĩ điềm đạm. Chú không muốn tranh giành. Trước giờ đâu có đâu anh. Câu này từ đầu đến giờ anh đâu bao giờ có hình ảnh đó. Dạ. Không không, tại vì đại nghĩa đó là cân cái sức á, với lại cái độ quậy của em Trang của đội anh á. Phải Trang hiền là Nghĩa hiền à. Ôi vậy hả? Bởi vì Nghĩa Trang lại ngồi bên cạnh nhau. Hai con chú thấy cái điểm mà nó kém thu hút khán giả không phải là ở giọng hát đâu, tụi con có giọng hát hay lắm. Chỉ là tụi con có lẽ là hồi nãy như chú Khang hỏi, hai con không phải là bạn học chung lớp, không phải là bạn hàng xóm gần nhà, cho nên vẫn còn xa lạ, vẫn còn ngại ngùng, chưa có giao lưu nhiều với nhau. Cho nên là cái tiết mục của mình nó hơi đơn điệu một tí. Nhưng hai con yên tâm, về đội chú Vũ đi, cô Trang sẽ huấn luyện hai con. Mai mốt hai con ra hát vui ghê lắm. Hồn của tụi con sẽ mang tính giải trí rất cao. Chú cảm thấy rất là hạnh diện khi mà hai con về đội của chú. Tại vì thứ nhất, hai con có giọng trời phú, nghe là biết ai hát liền. Giọng rất ngọt ngào, còn con giọng rất sáng và đúng kiểu chất miền Tây luôn. Không cần màu mè nhưng mà nó ra với cái kinh nghiệm của chú. Và chú sẽ có dĩ nhiên có thêm nhiều sự cố vấn của các cô chú nhạc sĩ khác nữa. Và cô Thu Trang nữa thì sẽ giúp cho hai cháu càng ngày càng tỏa sáng hơn. Hai cháu cứ yên tâm, cứ ngoan ngoãn dễ thương như vậy. Ok. Cảm ơn ca sĩ Diệu Vũ. Anh Trang Khang muốn hỏi tí xíu là khi mà cái tấm màn mà đóng lại á thì anh thấy em hát rất là cảm xúc, mà hát lên truyền cảm. Nhưng lúc mà cái màn mở ra đó thì em có vẻ hơi rụt rè. Đó là lý do vì sao? Tại vì em chưa đứng sân khấu nhiều, hay là tại vì khán giả đông quá, hay là vì lý do gì? Dạ, tại vì đây là lần đầu tiên là con được đứng trên một sân khấu lớn như thế này. À vậy hả? Còn với bạn Long thì như thế nào? Dạ thưa chú, là con rất vinh hạnh vì được tỏa sáng trên sân khấu cho yeah. Con biết không? Cái điều hay của chương trình này á, không phải là tìm những ca sĩ, những cặp song ca mà hoàn hảo đứng trên sân khấu, mà tìm những viên ngọc báu mà chưa được mài dũa, mà mình thấy được cái tiềm năng của nó. Và hôm nay chú thấy được tiềm năng của con hai rất 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 là dễ sợ. Hai con hát giọng cổ được không? Con có thể hát một câu cho dạ, chú nghe được không? Được hả? Đây. Nghe đi. Đây.
con xin hát bài ca cổ Lá Chầu Xanh ạ. Yeah. Dễ thương quá đi. Ủa mình có ghế mình ngồi mình ngồi đây chứ. Thương nhau cao bù lầm đôi miên, thì một lá trầu xanh thắm nở duyên. Cứ mỗi chiều về tan bụi chờ, em còn hoài dòng bóng người thương. Rồi bây giờ đến Thảo. Thảo thử Thảo. một đoạn trong giọng cổ buồn đi. Ai đã cùng em thề câu nguyện ngư, trầu cao mâm quá đưa sang đàn trai đón dâu về. Chim quyên có bạn có bầy, nở sao anh để lẻ bầy lòng em. Có thương có nhớ quê nhà, về mà nghe giọng cổ nhớ hoài tình em. Còn gọi ta
ta đã thấy mặt trời. Oh, wow, chúng ta thấy có tới 3 cặp huấn luyện viên đã bấm nút chọn cho ca khúc Và Ta Đã Thấy Mặt Trời. Nguyễn Khang xin mời cặp đôi đầu tiên, xin mời cặp đôi Vũ Trang chia sẻ. Đoạn đầu hai con hát nó chưa được tốt cho lắm, nhưng mà cái mà chú ấn tượng đó là nụ cười của con. À, chú cảm nhận được con một cái sự lạc quan mà nó tuyệt vời lắm. Cái sự lạc quan của con nó ảnh hưởng đến cả chú và cô Thu Trang ngồi đây, làm cho cô chú cũng phải có một cái sự mà xôn xao ở trong lòng. Và càng về sau hai đứa hát càng hay, và nhất là ngay cái nốt cuối cùng đó là quá tuyệt vời luôn. Thế còn với cặp đôi Từ Cẩm Ly và nghệ sĩ Đại Nghĩa. Wendy ơi, chân con bị sao vậy? Dạ con bị té xe gãy chân. Rồi bao lâu rồi con? Dạ khoảng là 1 tháng. Tháng rồi con đã phải bị như thế này đó hả? Dạ. Rồi, trật rất là bông tội. Gân hay là bị gãy xương? Dạ, bị gãy xương. Chà, bữa nay đỡ nhiều chưa? Khi nào con mới tháo băng? Dạ, tại vì con không có băng bột. Tại vì bữa trước con bị té một lần nữa cho nên. Trời ơi trời, sao mà té lại? Ây da, cái vết thương sao mà té thêm một lần nữa vậy con? Dạ, tại vì lúc mà con đi xong cái cây nó xuất ra chợt té. Trời ơi, phải kỹ con, đã bị thương rồi mình phải kỹ. Không chị ơi, con gái là... Wendy rất là đầm tính, điềm đạm, chứ không phải là hiếu động nghịch ngợm để mà bị một cái sơ suất như vậy đâu. Đó, tại vì chú cháu mình biết nhau mà, đúng không? Dạ. Thành ra chú hiểu rất là rõ giọng hát của con như thế nào, cái phong cách của con ra làm sao. Và hôm nay chú rất là bất ngờ khi con kết hợp cùng với bạn Khánh Linh mang đến một cái bài hát nó hơi khác một chút với con như những gì chú đã từng được biết. Dạ. Và chú thích cái điều đó. Nghệ sĩ mà chúng ta phải biến hóa đa dạng nhiều màu sắc, không hẳn lúc nào cũng phải là mượt mà nhẹ nhàng, cũng có lúc chúng ta phải sôi nổi, mãnh liệt, rực cháy. Đó, rồi có khi chúng ta lại quay trở về với những cái gì nó êm ái, nó dịu ngọt. Hôm nay con với lại bạn Khánh Linh đã làm điều đó rất là hay. Hai con hai cái giọng hát trầm dày mà ban đầu khi chú nghe chưa màng mở ra đó, màng chưa mở ra, chú với cô Ly quay qua nói với nhau, chắc lại là hai chị em quá à. Sao hai cái giọng giống nhau đến như vậy? Cái giọng rất là dày ha, rồi nội lực nữa trong đó. Cái mặt cũng giống giống nhau. Cái giọng tụi con, cái nội lực. Cái thứ nhất, cái thứ hai, cô thích cái tinh thần, cái tiết tấu trong tụi con có. Tuy rằng là con chỉ ngồi một chỗ, nhưng mà khi mà con lên những đoàn cao, con thể hiện là cô thấy rất là máu lửa. Tụi con làm ra điều đó. Xin cảm ơn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của cặp đôi cuối cùng, cặp đôi Bạch Gia Trang. Wendy, con có thấy cô chú quen không? Wow. Đúng rồi, đâu phải một quen mình chú hả? Đại Nghĩa quen với con đâu. Đúng không? Thì cô thấy là trong một cái chương trình nào đó trước là đã gặp con rồi. Và cô muốn khai thác ở con thêm để xem con còn cái gì nữa. Muốn cùng với con, trải nghiệm với con. Đó, cái đó là cô đang rất là phấn khích được làm điều đó với con. Còn với Khánh Linh á, cô nhìn thấy được cái hạn chế của con. Và cô rất là mong muốn được giúp cho con để con có thể cởi bỏ những cái hạn chế đó để giọng hát của con có thể hoàn thiện hơn. Khi mà con hát ta ta ti ta ti ta 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 trên cao nguyên chữ nguyên, cứ xém xét mấy lần. Cho nên cô rất là mong hai đứa con về đội của cô chú để cô có thể vạch cho con những cái còn khiếm khuyết. Chúc mừng tụi con và mong tụi con về với đội của cô Đoan Trang và chú Thanh Bạch. Cảm ơn tụi con. Cảm ơn cô. Cái điều quan trọng hơn nữa là khi mà cái sự bốc lên của tụi con mà được khán giả ủng hộ, con không bị cuốn theo. Còn Wendy, chú biết hai cái chân của con nhảy mà thôi thì phải biết, nhưng mà bây giờ nó bị hạn chế như vậy, không sao, thời gian sẽ lành và con nhảy nửa phần trên của con cũng được, đâu có sao đâu, đúng không? Cho nên chúc mừng hai con đã hoàn thành rất là tốt tiết mục trong chương trình hôm nay. Chưa bao giờ quên mình đã cùng một cái tên.
một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tạng Thắng, ca khúc Trở Về Đi. Hai bạn giới thiệu đôi nét về mình đi. Dạ, em tên là Nguyễn Đỗ Anh Tuyết, năm nay em 11 tuổi. Còn em? Dạ, em tên là Đỗ Lê Hồng Nhung, năm nay em 13 tuổi. Ê ơi, nãy giờ là cô nói ở trên đây, cô nói sao cô thấy quen quá, quen quá rồi. Sao chị, quen ở đâu chị? Thí sinh hồi đó thì biết cho nó mấy đời lớn, mới có mấy năm mà lớn quá con ơi. Ngày xưa là cô mê nhất là gì? Mê đôi mắt của em ấy hơi nhất nè. À, mới đây cô lớn quá dễ thương, ngày xưa khoái lắm cặp mắt. Mắt bây giờ vẫn đẹp. Rất đẹp. Rất đẹp mà lông mi cong vút à. Dung có nhớ cô không? Dạ có. À, trời bữa nay giỏi quá, bữa nay hát tốt, chắc chắn vô cùng. Tuyết ơi, con bè rất là chắc, con giữ cái bè của con chắc mà rất là hay luôn, hai đứa hát rất là chất, tức là làm chủ được cái giọng của mình, hát tốt. Cô rất thích tiết mục này. Cảm ơn. Mà khi mà cô đã bấm rồi thì con hiểu đó hả? Cô đã gài cái cần này xuống là cô mong tụi con về với cô. Chị nói là chúc mừng tiết mục của tụi con rất là hay. Nhân tiện mà anh Nghĩa luôn. Biết nói gì hơn nữa, bây giờ khi mở màn ra hai cô bé xinh xắn dễ thương nhưng mà rất là cá tính, hát thì hòa quyện với nhau. Mà mấy con ơi, chú tiết lộ nhẹ cho mấy con biết nha, trong đội của chú không có cái màu này. Màu dân ca thì nó nhiều vô kể. Bây giờ hai con mà về đội của cô chú, hai con làm chúa đảo. Chúa đảo. Chúa đảo. Chúa đảo. Không chưa. Mời bệnh. Rồi xin mời gia đình bên đây. Dạ. Đầu tiên là cái mà cô thích hai đứa con, bé Nhung với lại Ánh Tuyết, là tụi con mặc đồ rất là chất, rất là cô rất là thích. Cái đồ này là của tụi em rất là chất. Phối hợp với nhau để chuẩn bị hay là như thế nào? Dạ. Cô đánh giá cao hai đứa con và rất mong muốn tụi con phải về với cô Đoan Trang và chú Thanh Bạch. Đó là bản thân cô rất là thích hát những bài hát có những cái nốt treo, nốt cao liên tục. Và tụi con rất bình tĩnh đi tới cuối bài. Và đó là cái mà cô nghĩ là mấy đứa mình rất là hợp với nhau và quyết định luôn đi. Hai con biết sao không? Nếu như mà 2 giờ hai con về cô Đoan Trang thì phải biết rằng trong đội cô Đoan Trang nhiều lắm. Nghĩa, bên đây chưa có nói hết. Dạ, em mời chú Bạch. Tụi con có thế mạnh nhảy nhót bài tiết tấu được không? Có không? Hai bạn có nhảy được chắc không? Thôi hai bạn có khả năng vũ đạo không? Thua rồi ha. Không sao, nếu mà tụi con không có vũ đó, đạo. Đó, cái thiếu đó là cái cần phải bổ sung. Thì phải cần về với đội của cô Đăng Trang hơn. Tại vì cái mà cô lo cho tụi con là cô Cẩm Ly không có múa được. Không con ơi, được hết con. Trời con ơi. Tại sao cô Đăng Trang nói vậy không múa được? Hay là cô ấy có len lén đi học dance sport rồi hay chăng? Dạ. Cái này mình thi hát hay là mình thi nhảy vậy? Không phải. Thi hát thi nhảy. Tại đúng. Sao chúng ta lại có Thu Trang, Đại Nghĩa và Thanh Bạch ở đây? Thì sao? Thi hát đúng, nhưng hát phải có nhảy kèm, phải có biểu diễn, phải có thần thái, có sắc vóc, có tất cả mọi thứ, đúng không khán giả? Con thân mến, chú quen tới 8.000 vũ công lần này. Cô Ly có thể không dạy con nhảy được, nhưng mà các cô chú vũ công khác chú đều từng làm việc qua con hết. Nghĩ đó rằng con nghĩ ha. Rồi nguyên cái vũ đoàn mà chuyên môn đi nhảy bà anh ba khía cho cô Ly đó. Là ý gì? Là hai đứa này không bấm được. Người ta có duyên thì mình vỗ tay thôi. Có duyên quá chị. Chứ này bây giờ bắt đắt rồi chị ghê sao chứ chị. Ok, bây giờ hai đứa con cứ chọn. Không sao. Để cô Ly nói con, để cô Ly nói. Tại vì cuộc thi của mình là thi hát, con hiểu không? Đúng rằng khi mà mình lên mình hát, mình không có kèm theo về những cái diễn xuất, mấy cái vũ đạo khi nó cần thiết ở những bài hát nào đó. Nhưng mà cái chủ yếu nếu mà giọng con đã quá hay thì người ta sẽ tập trung nghe giọng con, và chắc chắn là sẽ có những cái diễn xuất. Chứ không phải bắt buộc đi hát là phải nhảy dance sport, phải không? Đâu có bắt buộc đâu con, đâu bắt buộc bài nào cũng phải vậy. Không lẽ giờ mà hát nhầm mình bù mình cũng nhảy dây luôn. Nói chứ thậm chí bây giờ nha, nếu như con hát hay, con vừa hát con cũng nhảy mà nhảy dây cho chú. Đúng không? Khán giả cũng thích. Trời ơi, miếng. Quá trời miếng luôn. Anh Nghĩa bây giờ mới xác định anh mới là chúa đảo. Hai con hát rất là tốt, có phong cách trẻ trung và giọng cao chót vót. Và bây giờ cái sự quyết định của tụi con á sẽ định nguyên cái tương lai của con ở trong cái chương trình này luôn. Một là con vô trong trong đội của chú Bạch và cô Đoan Trang, là hai người có rất nhiều màu giống như con. Hai là con vô đội của chú Đại Nghĩa và cô Cẩm Ly, hai người mà không có chuyên về màu của con. Chứ Dương Triệu Vũ nói rất là đúng. Trời ơi, mới đầu che
mới đầu dè với bên đây quá trời luôn, không sâu. Trời cô đã ơi đã luôn. Thôi bây giờ nãy giờ cô giỡn thôi không có lên tivi. Thì bây giờ không, cô Trang ơi làm rồi lên hết đó. Hồi nãy bà Đoan Trang bá xà quá, xà bất cứ bà Đoan Trang bá xà quá, bà tính xài sẻ hai con người này. Em thấy rõ ràng bà Đoan Trang qua đây có kiều vậy không ông Vũ? Hồi nãy tôi thấy rõ ràng bà cầm cái váy bà phất thạch 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 thạch, bà qua bà nói chứ Vũ 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 em có tham gia cái cuộc thi cái gì Vũ, xài sẻ hai ngọn tan nát. Bây giờ bà qua bà làm cái ghê thạch cái xong rồi có lén lén đưa gì nữa, đưa gì nữa vậy hối lộ quá. Rồi xong, hiểu. Oh yeah. Tụi con về tập thoải mái chú cho. Đây là một cái kỷ niệm rất là đẹp khi chú bạn xem ban nhạc Philippines trình diễn. Thì cái thời cách đây 10 năm, các nhạc sĩ, nghệ sĩ Philippines gửi từ Philippines mua cái này 60 đô để mà kỷ niệm, con hiểu không? Và cái này thì ngày nay bán tràn lan ở tất cả các tiệm nhạc cụ hết rồi. Nhưng cái này là một cái kỷ niệm rất là hay và con gõ những vị trí khác nhau. Nó con gõ gì không, con hát, con nghe thấy tuyệt vời. Oh yeah! Ủa chú Bạc không cho hai bé luôn à? Thì hai bé lợi đây nhận chứ làm sao mà mình để nó được. Chú Bạc rút kinh nghiệm. Đòi quà rồi. Chưa có chia tay mà đòi quà rồi. Trời ơi. Hey, 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 hop, hop, hey. Thưa quý vị, chỉ một cái sự bình luận mà chúng ta thấy xuống chứ. Hai màu khác nhau, đây là màu dân ca, còn bên đây là màu lá tinh. Con ơi, về đội bên đây con làm bá đạo con ơi. Chú đạo nè con, chú đạo. Bây giờ